Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của NVR. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NVR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 khi quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia và quý vị vẫn đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu NVRadio.co và qua hệ thống YouTube Live NV Radio. Và ngày hôm nay ngày thứ hai, ngày 30 tháng 4 2018. Và thưa quý vị, thời tiết tại thủ đô Washington sáng ngày hôm nay một buổi sáng rất là tuyệt vời vì đã có những cái ánh nắng của buổi sớm mai trong sáng. Nhiệt độ hơi se lạnh khoảng 48 độ với gió tây thổi nhẹ. Nhưng mà trong ngày thứ hai sẽ tràn đầy những ánh nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay, ngày đầu tuần, sẽ lên tới 72 độ. Vào buổi tối thì xuống thấp trở lại rất là mát mẻ, khoảng 51 độ. Dự đoán thời tiết cho những ngày còn lại trong tuần sẽ là những ngày nắng, trong sáng và nóng. Vì bắt đầu từ ngày mai, ngày thứ ba, thưa quý vị, bầu trời nắng trong sáng, nhiệt độ tới trên 81 độ. Những ngày còn lại, Lê Ngọc đang thấy thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thưa quý vị, đều tới trên từ 88 cho tới 90 độ. Rất là nóng, và những ngày còn lại trong tuần thứ bảy, chủ nhật thì bầu trời vì có những cái áng mây nhẹ nhàng, nhiệt độ ở khoảng từ 78 độ cho hai ngày cuối tuần. Đó là thời tiết tại miền Đông Bắc, Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị. Trong ngày đầu tuần hôm nay, rất là nhiều tin tức sẽ gửi đến cho quý vị để cập nhật cho quý vị. Và đặc biệt là sau cái hòa giải của Liên Triều Nam và Bắc thì những bước đi cụ thể như thế nào, và đặc biệt vấn đề phi hạt nhân hóa. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị, trong cuối tuần ở tại một cuộc gọi là có một cái cuộc biểu tình ở ngay tại Michigan, và Tổng thống Donald Trump, ông cũng có một cuộc họp ở đây thì ông đã lên tiếng. Đảng Cộng Hòa cần phải duy trì thế đa số tại Hạ viện, nếu không ông có thể bị phế truất bởi Đảng Dân Chủ. Tất cả những tin chi tiết cập nhật mới trong ngày đầu tuần, Lê Ngọc và luật sư Nguyễn Hoàng Duyên sẽ gửi đến cho quý vị. Và tiếp theo thì Lê Ngọc xin mời quý vị đến với Breaking News nổi bật trong ngày hôm nay về vấn đề di dân. Scene on the U.S.-Mexico border. Migrants from Central America gathering along a fence between Tijuana and San Diego. They are part of a migrant caravan that has been headed to the U.S. border for weeks. And then on the other side of the fence, pro-immigrant protesters have gathered. CNN's Leila Santiago is on the Mexican side of the border. She's been covering the. Vâng, thưa quý vị, di dân ở Mexico mà quý vị còn nhớ là trong cái thời gian vừa mới qua đây thì đã có một cái đoàn di dân di chuyển từ Trung Mỹ. Thành thử di dân ở Mexico đã quyết tâm vào Mỹ bất chấp cái lời cảnh cáo của cơ quan di trú. Những luật sư di trú của Mỹ đã cho những người di dân Trung Mỹ đi trong một cái đoàn xe từng đi xuyên qua Mexico để đến biên giới Mỹ ngay tại khu vực San Diego và Tijuana, lên tiếng cho rằng gia đình của họ có thể bị nhân viên biên phòng Mỹ chia lìa, mỗi người bị giam một nơi trong rất là nhiều tháng. Và những luật sư thiện nguyện này nói rằng họ đang muốn những người tìm cách xin tị nạn này biết về cái trường hợp của họ như thế nào. Và qua cái sự kiện này thì, thưa quý vị, ngay cả Tổng thống Donald Trump, ông đã lên tiếng, ông đe dọa là ông có thể đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ vào tháng 9 nếu mà Quốc hội Mỹ không cấp thêm tiền để cho ông xây dựng một bức tường ở ngay tại biên giới Mexico. Và thưa quý vị, sau cái hòa giải liên triều vừa mới xảy ra trong tuần vừa mới qua vào ngày 27 tháng 4, thì cộng đồng tình báo của Mỹ đã cho biết là họ đã sử dụng những công nghệ hiện đại nhất như là vệ tinh và cảm biến để mà giám sát Triều Tiên trước hội nghị giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un. Giám đốc cơ quan tình báo địa không gian quốc gia của Mỹ,
Robert Cadillo vừa mới đây trong ngày 29 tháng 4 cho biết, gần như mỗi ngày, cơ quan dò thám của Ngũ Giác Đài và những cộng đồng tình báo khác đều phải có những cái báo cáo gửi vào Tòa Bạch Ốc hoặc là những nhà hoạch định chính sách cấp cao và không gian quốc gia của Mỹ về tình báo sử dụng vệ tinh, máy bay không người lái, bản đồ, phân tích và những phương pháp khác để theo dõi bề mặt trái đất từ trên cao, và họ đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc giám sát những hoạt động của Triều Tiên. Trong tuần trước thì cơ quan tình báo địa không gian quốc gia của Mỹ đã yêu cầu những công ty đối tác phải cung cấp cho họ những dữ liệu cụ thể về tất cả những cơ sở quân sự ở Triều Tiên, bắt đầu từ cuối tháng 5 này, sử dụng hình ảnh vệ tinh, cảm biến và công nghệ khác. Do bầu trời của Triều Tiên thường xuyên có rất nhiều mây nên khó có thể chỉ dựa vào hình ảnh ở trên cao. Tuy nhiên thì các đối tác sẽ cung cấp cho cơ quan tình báo không gian của quốc gia Mỹ dữ liệu bổ sung từ cảm biến từ xa, có một cái khả năng là nhìn xuyên qua đám mây và cảm biến ngầm để giám sát thay đổi dưới mặt đất, chẳng hạn như là những vật thể bị chôn lấp. Những mục tiêu được quan tâm bao gồm sân bay, kho đạn dược và những khu vực huấn luyện. Và thưa quý vị, Robert Cadillo, giám đốc của cơ quan tình báo địa không quốc gia Mỹ, khẳng định là cơ quan đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc cung cấp tài liệu cho báo cáo hàng ngày gửi đến Tòa Bạch Ốc và Tổng thống Donald Trump. Và những bên cạnh cơ quan tình báo địa không gian quốc gia của Mỹ, còn có những cơ quan khác cũng sẽ đảm đương cái nhiệm vụ giám sát lãnh đạo Triều Tiên, đó là chính Kim Jong-un, có thực hiện được cái lời hứa phi hạt nhân hóa hay không. Và trong tương lai rất là gần, nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đạt một thỏa thuận chính thức, thì sẽ là một phần then chốt mà cơ quan này giám sát thực hiện thỏa thuận đó. Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo của Triều Tiên Kim Jong-un được biết cái cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Và gần đây nhất thì Tổng thống Donald Trump đã cho biết có thể cái cuộc họp này sẽ ở Singapore hay là ở Mông Cổ, mà chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị trong những ngày tuần vừa mới qua. Nhưng mà cập nhật mới thì thưa quý vị, Nhật lên tiếng là Nhật có thể là cái người tổ chức cái cuộc họp mặt giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un. Thì chúng tôi sẽ theo dõi và gửi đến cho quý vị những tin tức mới nhất, địa điểm nào sẽ là cuộc họp mặt giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un. Trong khi đó thì Tổng thống của Hàn Quốc, ông Moon Jae-in, vừa mới lên tiếng và ông nói rằng Tổng thống Donald Trump là người đáng được trao giải Nobel Hòa Bình cho những nỗ lực chấm dứt chiến tranh trên bán đảo của Triều Tiên. Và lý do tại sao ông Moon Jae-in đã nói như vậy trong một cái cuộc họp của nội các vừa mới xảy ra trong ngày cuối tuần, vì ông cho rằng cái điều mà đất nước của Nam Hàn, Bắc Hàn họ cần đến đó chỉ là vấn đề hòa bình. Và cái điều mà ông Moon Jae-in nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump đáng được nhận giải Nobel Hòa Bình, nhưng mà bên cạnh đó thì lại có nhiều những nhà lãnh đạo trên thế giới lại bác đi cái đề nghị này vì cho rằng Tổng thống Donald Trump cũng là người đã gây ra rất là nhiều tranh cãi trên những vấn đề xảy ra trên thế giới, và đặc biệt là trong tháng 5 sắp tới, đó là thỏa thuận hạt nhân Iran mà các nước đồng minh của nước Mỹ, đặc biệt Anh, Pháp và nước Đức đều ủng hộ cho cái thỏa thuận hạt nhân Iran, trong khi mà Tổng thống Donald Trump thì ông lại muốn bác bỏ. Tổng thống Donald Trump thì ông đang chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh với Kim Jong-un, và cuộc họp sắp tới này đó chính là chủ đề chính. Trong lúc mà ông Moon và ông Kim được nói là có những cái hình ảnh đang đi bộ trò chuyện tại Panmunjom thuộc khu phi quân sự Liên Triều trong những ngày vừa mới qua. Và những cái tin tức được nhắc lại là hồi tháng 1 trước đây, Tổng thống Moon Jae-in bên Hàn Quốc từng nói với lại Tổng thống Donald Trump là ông đáng được ngợi khen về những nỗ lực mà chính Tổng thống Donald Trump đã đem lại cuộc đàm phán Liên Triều
Đây là kết quả từ những lệnh cấm vận và đã những sự gây áp lực rất mạnh mẽ của nước Mỹ lên Triều Tiên. Và cố Tổng thống Hàn Quốc đó là Kim Dae-jung, ông này cũng là người đã từng nhận giải hòa bình vào năm 2000 sau khi thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh liên triều đầu tiên với lại Kim Jong-il. Và vợ của ông Kim Dae-jung đó là Lee Hee-ho cũng đã gửi thông điệp chúc mừng đến cho ông Moon Jae-in sau khi mà Tổng thống của Hàn Quốc đã tổ chức thành công cuộc họp với lại Kim Jong-un. Và thưa quý vị, ngày này năm xưa thì chúng ta sẽ có hai sự kiện rất là đặc biệt. Trước tiên, thế giới, cái chết đã gây chấn động toàn cầu. Vào ngày 30 tháng 4 của năm 1945, quân Liên Xô đã đánh vào Berlin. Adolf Hitler tự tử trong bunker dưới lòng đất ngay tại trụ sở của ông ở ngay tại Berlin. Và chính từ bunker này, Adolf Hitler từng tuyên bố với thế giới rằng đế chế của ông ta xây dựng sẽ ngự trị cả 1.000 năm. Thế nhưng Đức Quốc xã chỉ trụ được 12 năm rồi sụp đổ theo cái chết của ông trùm phát xít Hitler. Kể từ năm 1943, viễn cảnh nước Đức đổ sụp trước sức ép của quân đồng minh ngày càng trở nên rõ ràng. Vào tháng 2 cùng năm, quân Đức đã bị dụ tiến sâu vào Liên Xô và sau đó bị tiêu diệt trong trận đánh Stalingrad. Hy vọng của quân Đức về một cuộc tấn công kéo dài trên cả hai mặt trận đều bốc hơi. Và cho đến tháng 6 của năm 1944, quân đồng minh phương Tây đổ bộ vào Normandy, Pháp và bắt đầu đẩy lùi quân Đức về Berlin. Đến tháng 7 năm 1944, một số chỉ huy quân Đức biết rõ sắp thất bại nên âm mưu lật đổ Hitler để đàm phán hòa bình thuận lợi hơn. Tuy nhiên, mưu đồ ám sát Hitler của họ đã thất bại. Để trả thù, Adolf Hitler đã xử tử hơn 4.000 người. Vào tháng 1 của năm 1945, quân Liên Xô bao vây Berlin. Hitler rút về bunker để sống những ngày cuối cùng. Nằm sâu dưới lòng đất, bunker này gồm 18 phòng và có đầy đủ đồ dùng với các nguồn cung cấp điện và nước riêng. Hitler ngày càng phát điên, nhưng ông ta vẫn tiếp tục ra lệnh gặp gỡ các thuộc cấp thân cận như là Hermann Göring, Heinrich Himmler và Joseph Goebbels. Trùm phát xít 56 tuổi thậm chí làm đám cưới với người tình lâu năm, đó chính là Eva Braun, 33 tuổi, chỉ 2 ngày trước khi mà ông tự sát. Sau đó, Hitler đã soạn thảo di chúc và tuyên bố chính trị cuối cùng. Nhưng cái chết của Hitler, thưa quý vị, vẫn còn có những điều mà chúng ta chưa biết được thật sự rõ là năm nào thì ông mới chết. Cái di chúc của Hitler ông đã viết như sau: tôi và vợ lựa chọn cái chết để tránh nỗi nhục, đầu hàng hoặc là bị hạ bệ. Nguyện vọng của chúng tôi là được thiêu ngay tức khắc tại nơi tôi làm việc hàng ngày trong 12 năm qua. Và cùng ngày, Hitler cũng biết tin đồng minh phát xít người Ý Benito Mussolini bị hành quyết. Ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh nhau trong phòng khách dưới bunker, Hitler và vợ đã cùng uống thuốc độc cyanide để mà tự sát. Ông ta cũng được cho là đã tự bắn vào đầu mình. Cái chết của Hitler luôn là một cái chủ đề gây tranh cãi trong giới sử gia đến tận ngày nay. Nhiều người cho rằng đó chỉ là một kịch bản dàn dựng, nhưng chính phủ Nga đã khẳng định họ có một phần hộp sọ được cho là của ông trùm phát xít Đức Hitler với lại một vết đạn. Đó là ngày này năm xưa, ngày 30 tháng 4 của năm 1945 và ngày 30 tháng 4 của năm 1975 của đất nước Việt Nam của chúng ta. Sự kiện như thế nào? Lê Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút
quảng cáo của những cơ sở thương mại của làn sóng NVR, và sau đó luật sư Nguyễn Hoàng Duyên sẽ đến trên làn sóng để chúng ta cùng nhau nhớ lại ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tìm hiểu những điểm căn bản về chương trình Medicare. Quý vị đã sẵn sàng hưu trí lúc 65 tuổi chưa? Nếu quý vị sẵn sàng nghỉ hưu, quý vị sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare, phần A và B nguyên thủy, và các chương trình Medicare khác khi quý vị đến tuổi 65. Nếu quý vị không có bảo hiểm do hãng sở bảo trợ, quý vị nên nghĩ đến việc ghi danh vào chương trình Medicare trong giai đoạn ghi danh ban đầu. 3 tháng trước tháng quý vị được tuổi 65, trong tháng sinh nhật của quý vị, hoặc 3 tháng sau đó. Hãy dự tính trước, nếu quý vị sắp sửa nghỉ hưu, quý vị sẽ có 63 ngày sau khi bảo hiểm của quý vị có qua hãng sở chấm dứt để ghi danh vào một chương trình bảo hiểm Medicare mà không bị phạt. Nhưng tốt nhất là quý vị nên ghi danh trước khi nghỉ hưu để tránh bị một thời gian không có bảo hiểm. Hoặc nếu quý vị muốn thay đổi chương trình bảo hiểm Medicare của quý vị, thay đổi là một điều tốt. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe có thể thay đổi từ năm này sang năm khác. Quý vị nhớ xem lại nhu cầu. Mỗi năm một lần, Nationwide Bank Group tổ chức chương trình trước lốt sale tại Teletron, đại hay giá đến 80% off. Nhiều bộ hộp đựng thức ăn Made in Japan 3 cái chỉ từ 4 đồng, lồng đèn LED 6 đồng, bình nước cắt nhiệt 8 đồng, nồi đất Korea 9 đồng. Bình nước Japan 10 đồng, nồi thủy tinh cao cấp của Pháp 28 đồng, bộ nồi cháo Made in Korea 3 cái chỉ 39 đồng, Sony 6 inch 4K 698 đồng. Nệm lông cừu Italy Inada Dreamway Massage Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron, tặng máy xông hơi Hap Sona 2.000 đồng, máy trung tan mỡ giảm cân Dr. Fuji 63 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Ghế Fuji Medic Made in Japan massage lăn đá nóng 4 chiều từ cổ đến xoa bóp lòng bàn chân chỉ 6.998 đồng. Nệm cứng chống đau lưng, nệm Lamborghini Sofia 100% Made in Italy tặng ghế massage nhỏ. Labo Karaoke Victoria Luxury Spa Chair bớt 400 đồng. Kem nghĩa cao cấp Omi mua 1 tặng 1, free shipping khắp Hoa Kỳ. Sổ số miễn phí kỷ niệm 10 năm thành lập với 100.000 đồng tiền quà thưởng. Giải độc đắc xe Lexus SUV 2018. Teletron Washington DC trong khu Eden 703-237-899. Trung tâm Eden Center như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center tọa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1. Trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương, đừng quên đến trung tâm Eden Center. WBIG-FM HD2, Washington. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với Morning News trong ngày đầu tuần thứ hai với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin chào quý giả. Dạ, và chào Lê Ngọc. Dạ, thưa Lê Ngọc. Âm thanh xin... vang, Lê Ngọc ơi. Dạ. Âm thanh nó vang ngược lại, âm thanh nó đang dội ngược lại bên này. Dạ, thưa anh Duyên nghe được chưa? Thoải mái cho anh, thưa anh Duyên. Rồi, âm thanh tốt rồi đó. Dạ, thưa vâng. Thưa anh Duyên, ngày hôm nay ngày 30 tháng 4, 2018, nhưng mà ngày này năm xưa, thưa với anh Duyên, có hai cái sự kiện rất là nổi bật Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị. Trước tiên đó là cái chết mà gây chấn động thế giới, đó là cái chết của Adolf Hitler vào ngày 30 tháng 4 năm 1945. Nhưng một cái dữ kiện khác liên quan đến người Việt chúng ta, đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và hiện nay thưa anh, trong cái ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4, thì đang có xuất hiện một cái lời kêu gọi chính quyền Việt Nam thay đổi thể chế
Và tại sao như vậy? Ngay cả những hội đoàn ở trong và ngoài nước đưa ra cái lời kêu gọi là Việt Nam loại bỏ đi cái chế độ cộng sản độc tài, đồng thời lên tiếng cổ suý cho cái nền dân chủ và tôn trọng nhân quyền nhân dịp đánh dấu 43 năm ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cái cảm xúc của anh Duyên và thính giả và đặc biệt là của anh Duyên trong ngày hôm nay như thế nào? Xin mời anh Duyên. Thực sự cái lời kêu gọi mà chính quyền cộng sản tự động mà giải tán đó, chắc thì mình kêu gọi thôi. Nhưng mà nó đã biết xảy ra biết bao nhiêu lần rồi, cái chuyện kêu gọi, và nhất là qua cái cách hành xử ngay cả của đảng cộng sản với nhau, mà họ cũng không có gọi là họ cũng giết nhau. Thì khi mà cái quyền lực mình absolute thì nó tuyệt đối, thì nó sẽ tuyệt đối, nó độc tài, nó nhũng lạnh như thế, cho nên không có hy vọng gì đâu. Còn đi vòng qua các cái phía đó, trong nước cho tới giờ phút này là họ vẫn gọi là dùng đảng cộng sản, gần như họ không có còn cái hào quang nào nữa để mà họ lôi cuốn cái 90 triệu người trong nước, nhất là giới trẻ. Cho nên cứ tới cái ngày này là họ lại lôi ra cái vinh quang giả tạo cũ, rồi họ đánh bóng, rồi họ cho là chiến thắng của đảng vân vân. Còn phía bên hải ngoại mình thì cũng tới ngày 30 tháng 4 thì cũng kỷ niệm, cũng đau buồn, rồi cũng quốc hận, rồi cũng hành trình tìm tự do. Nhiều khi chỉ vì một cái góc nhìn khác nhau thôi, mặc dù có mẫu số chung, chúng ta cũng không có hòa giải được. Cho nên nhìn lại cái đất nước thì chỉ có một cái hy vọng làm cái ngày nào mà cái hồn thiên sông núi của mình điểm cái thời giờ, cái giờ thiên sông núi mà nó điểm đó, thì trong nước và hải ngoại chúng ta tìm được cái mẫu số chung, thay vì cứ lo chỉ trích nhau, chúng ta tìm một cái mẫu số chung và tìm được một cái con đường mới. Là tại vì như cái góc nhìn của mấy người khoa học đó, là chúng ta cứ làm đều những cái chuyện như năm cũ, cũng buồn, cũng khổ, cũng quốc hận, mà mình hy vọng là cái tương lai Việt Nam mà khá hơn thì cùng một biện pháp mà mong cái kết quả khác, thì chúng ta là insane, chúng ta là điên rồi. Cho nên mỗi một lần nghĩ lại những cái đau buồn cũ, nghĩ lại những cái bước đường mình vượt gian nan để mình được đến đây đó, thì mình ráng mình nhắc nhở nhau, để rồi nếu mà mình thực sự mình không có trực tiếp mình làm những cái điều như là những cái người ở trong nước đang đứng đầu sóng ngọn gió đó, thì một là mình ủng hộ tinh thần, hai là mình có thể được thì mình ủng hộ vật chất bằng ngõ này hay ngõ khác. Cái thứ ba nữa là chúng ta để ý hãy mà bất kỳ những người nào tranh đấu trong nước mà bằng lý do này hay lý do khác vượt ra được nước ngoài đó, thì chỉ trong vòng không có lâu, chừng 30 ngày sau, 60 ngày sau thôi đó, thì cũng lại bị bôi nhọ rồi cũng chìm vào quên lãng. Mà nếu mà mình lưu ý một chút xíu đó, mình biết rằng là chính quyền cộng sản trong nước họ biết cái điều đó. Cho nên họ là cái người họ sẽ invest, họ sẽ đầu tư vào để làm bất kỳ một người nào trong nước ra, hoặc là ngay cả những người đang ở trong nước mà chống đối đó, thì họ sẽ dùng cái tiền lực, cái quyền lực, cái tiền, cái quyền lực của đồng tiền đó, họ gần như là họ đưa một cái quá trình để mà hủy hoại cái uy tín và cái danh dự của những người đó. Chỉ có như thế thôi mà chúng ta cứ u mê, chúng ta cứ chửi nhau hoài, chúng ta không hòa giải đó, thì thêm 43 năm nữa cái nước Việt Nam cũng như thế mà thôi. Chứ còn ngồi đó mà cầu mong cái đảng cộng sản Việt Nam mà họ tự nhiên mà họ bỏ cái quyền lực thì cái chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, xuyên qua cái dữ kiện của cái ngày quốc hận mà chúng ta nói đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đi, thì nói đến cái vấn đề, cái kết quả của cái cuộc họp thượng đỉnh liên triều giữa Nam và Bắc trong tuần vừa mới qua cũng đã gây rất là nhiều cảm xúc trong cộng đồng của người Việt của chúng ta, thưa luật sư Duyên. Thì trong ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4, Tổng thống của bên Nam Hàn, ông Moon Jae-in, ông cũng lên tiếng, ông kêu gọi tất cả những phụ tá của ông ta nhanh chóng nỗ lực để mà tuyên bố Panmunjom
Đây là cái tuyên bố về kết quả cuộc họp thượng đỉnh liên triều trong ngày 27 tháng 4 đã được quốc hội của nước này họ phê chuẩn, và cái hành động này rõ ràng để nhằm bảo đảm cái việc thực thi thỏa thuận này, dù là có sự thay đổi chính quyền sau cuộc bầu cử ở tại Nam Hàn vào tháng 6 sắp tới đây hay là không. Đó là cái lời phát biểu của ông Moon Jae-in trong một cái cuộc họp hàng tuần với những phụ tá của ông tại Nhà Xanh. Nguyên văn ông nói là ông đề nghị là tất cả mọi người nên nhanh chóng tiến hành những bước đi rõ ràng cụ thể hơn để mà tuyên bố Panmunjom được quốc hội phê chuẩn theo luật về việc phát triển quan hệ giữa hai miền. Và những cái bước đi cụ thể mà Lê Ngọc nhận được đó là cái tiến trình hòa giải Nam Bắc Triều Tiên. Bên Bắc Triều Tiên thì Moon Jae-in họ đã xác nhận là họ sẽ thay đổi múi giờ của Bắc Hàn vào ngày 5 tháng 5 sắp tới và áp dụng cái giờ của Seoul Nam Hàn. Còn bên phía Nam Hàn thì Bộ Quốc phòng của họ loan báo là kế hoạch họ sẽ tháo gỡ tất cả cái hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền dọc theo biên giới vào ngày đầu tháng, ngày 1 tháng 5. Thì cái điều này, luật sư Duyên ghi nhận những sự thay đổi này như thế nào, một cái hình ảnh tích cực hơn? Và đặc biệt là ngay cả chính ông Moon Jae-in, Lê Ngọc cũng gửi cái tin này đến cho quý vị thính giả. Ông Moon Jae-in là người, ông nói là chính Tổng thống Donald Trump là người mà ông nghĩ là xứng đáng để mà được cái giải Nobel Hòa bình năm nay. Thưa luật sư Duyên. Trước hết là cái việc thay đổi của Nam và Bắc Hàn. Chúng ta thấy rằng là Kim Jong-un chẳng hạn, cái chuyện mà ngay ví dụ như mà Sài Gòn mà đang bị là bảy khoảng 7 giờ chẳng hạn đi, thì Nam Hàn là 9 giờ, Bắc Hàn họ trái khoái, họ lấy thêm, họ lấy hơn nửa tiếng, tức là họ sớm hơn nửa tiếng, họ trễ hơn Nam Hàn nửa tiếng, có nghĩa là họ vào khoảng 8:30 chẳng hạn. Cái nửa tiếng đó là cái nửa tiếng mà làm cho kinh tế rồi nó cũng khó khăn chút xíu, nhưng mà Bắc Hàn không care. Chúng ta thấy là có hai nước mà tự nhiên thay vì mà đổi giờ mà đổi nguyên một tiếng mà đổi nửa tiếng, thì trong đó là hai cái nước mà nổi loạn trong là Bắc Hàn và cái nước Venezuela. Thì Venezuela đổi trong cái thời giờ chừng khoảng 10 năm trước thôi, cũng nửa tiếng kỳ cục như vậy, bây giờ cũng trở lại bình thường rồi. Rồi bây giờ Bắc Hàn cũng nói là sẽ đổi lại trở thành bằng cái giờ với Nam Hàn. Nó cho thấy rằng là mặc dù cái đó chỉ là một cái biểu tượng nhỏ thôi, nhưng mà phối hợp trong cái toàn cảnh, mình thấy là bây giờ hình như Kim Jong-un đã nhìn ra cái điều tốt để mà Bắc Hàn cùng tiến lên với cái nước anh em của mình là Nam Hàn. Từ năm 1953 tới bây giờ, nếu mà chúng ta quan sát, dưới chế độ của Cộng sản, dưới chế độ toàn trị, dưới chế độ độc tài đó, Bắc Hàn y nguyên như cũ, không có tiến bộ gì cả. Trong khi Nam Hàn, vì nhờ cái thể chế tự do, nhờ phát triển cái tài năng của từng cá nhân một, và bây giờ Nam Hàn vươn ngang hàng qua mặt cả Nga nữa, vươn ngang hàng với thế giới rồi. Cho nên là cái việc mà Bắc Hàn với Nam Hàn bây giờ mà họ chịu ngồi xuống họ nói chuyện, thì mình thấy cái đó là cái giờ sông núi thiêng của họ đã điểm. Còn cái kết luận là cho Tổng thống Donald Trump được cái giải Nobel, thì đây là cái nhìn của tôi nè. Như tôi đã nói đó, Nam Hàn họ thừa biết rằng là Nam Hàn they can say no, nhưng mà trong cái đà tiến của cả một cái quốc gia Nam và Bắc, nếu mà họ có một những cái thỏa thuận để mà họ phát triển về kinh tế, họ đồng hai bên cùng tiến, Nam Hàn không có muốn làm chọc giận nước Mỹ để cho nước Mỹ làm khó khăn hay là phong tỏa hay là sang sân. Và từ bên phía bên Seoul đó, lắng nghe qua Mỹ thì biết cái tính khí của ông Tổng thống này rồi, cho nên Nam Hàn nói lên một cái câu là cái này Tổng thống Trump xứng đáng được Nobel chỉ vì Nam Hàn muốn được cái blessing từ phía Mỹ, không có muốn Mỹ thọc gậy bánh xe nữa, chứ thực sự ra Nam Hàn they can say no. Cái việc mà Tổng thống Nam Hàn nói vì cái lý do ngoại giao, hoặc là những cái người ủng hộ Tổng thống Trump ở Mỹ nói vì lý do là ủng hộ Tổng thống Trump,
muốn nói thì nói. Cái thực tế là chúng ta đặt cái suy nghĩ, cái đầu của chúng ta trong cái ban ủy ban giải Nobel của Na Uy. Chúng ta có một cái giải mà qua bao nhiêu cái thời gian chúng ta đã gây cái uy tín của nó rồi, thì không có thể nào mà với một cái người, một cá nhân của Tổng thống Donald Trump, thứ nhất là ông ta không có đóng góp gì ở trong cái chuyện mà Nam Hàn với Bắc Hàn ngồi lại ngày hôm nay hết trơn. Cái Nam Hàn với Bắc Hàn ngồi lại ngày hôm nay nhiều phần là một cái vận động ngầm, trong đó cũng phải có cái blessing của Trung Quốc. Và cái điểm thứ hai là điểm thứ hai là cả hai miền họ đã đủ một cái điều kiện. Nam Hàn năm nay không có giống như Việt Nam Cộng Hòa năm 1975, Mỹ có muốn bán đứng Nam Hàn cũng không bán đứng được. Và thành ra bây giờ tôi nói, giả sử mà có một nhóm ở Mỹ họ đề cử Tổng thống Trump ra để mà dự giải Nobel đó, thì những về cái ảnh hưởng mà uy tín của giải, thì chắc chắn cái panel đó họ cũng không có muốn để cho một người mà với cái tư cách như Donald Trump mà ngồi ngang hàng với những người đoạt giải Nobel. Cái điểm thứ hai nói về mặt chính trị mà nói đó, thì bên Trung Quốc họ cũng sẽ nói rằng là thực sự cái người mà xứng đáng có ảnh hưởng nhiều hơn trong cái việc mà Nam Hàn với Bắc Hàn ngồi lại mà nói chuyện đàng hoàng đó, thực sự được cái đó là Tập Cận Bình, trong đó cũng có. Thành ra cái người mà bên Tập Cận Bình sẽ lên tiếng là Tập Cận Bình xứng đáng hơn. Và vì cái sự mà tranh chấp căng thẳng về chính trị, về quốc tế đó, thì ngay cả nếu mà Nam Hàn muốn chiều ông Tổng thống Mỹ mà nói lên một tiếng nói đó, thì bên phía bên Na Uy họ cũng không có đồng ý. Còn riêng về cái đó là mình phân tích chung thôi. Còn nếu mà hỏi về cá nhân của tôi đó, thì tôi trả lời ngay là tôi không tin là mặt trời mọc nhờ con gà nó gáy. Tôi không tin rằng là cái sấm sét trời mưa đó, tại vì con cóc nó nghiến răng. Tôi không có tin cái chuyện đó. Con cóc với con gà cũng chỉ là con cóc với con gà thôi. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, trở lại cái vấn đề mà thay đổi giờ, thưa luật sư Duyên, thì được biết là cái nguyên nhân của cái sự khác biệt đó xuất phát từ bên phía Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. Họ nói là vào năm 2015, nhưng cái kỷ niệm lần thứ 70 ngày mà bên Bắc Triều Tiên cho rằng đó là ngày giải phóng khỏi đô hộ của Nhật Bản. Thành thử Bắc Triều Tiên họ quyết định cho lùi cái múi giờ của họ để khỏi trùng với giờ của Tokyo, Nhật Bản, cho dù cái đó là một cái múi giờ quốc tế. Thành thử với cái sự thay đổi của thời gian, và đặc biệt sau cái cuộc họp liên triều, thành thử kể từ ngày mùng 5 tháng 5 thì Bắc Triều Tiên họ sẽ cho đồng hồ chạy nhanh thêm 30 phút để mà phù hợp với lại giờ của Seoul, Nam Hàn. Mà có một cái điều mà chính người dân họ lên tiếng, theo luật sư Duyên, họ cho rằng khi mà những cái sự việc xảy ra giữa hai miền, thì cái người dân mà họ ở ngay cái chỗ, cái vùng mà phát những cái hệ thống loa giữa hai bên biên giới giữa Nam và Bắc, thì họ cho ngay sau cái ngày mà tắt những cái loa phóng thanh đặt dọc theo biên giới, phát đi những cái lời tuyên truyền chống nhau trước đây giữa hai miền Nam và Bắc, thì cái người dân ở ngay vùng biên giới đó họ rất vui mừng, họ lên tiếng, họ nói với giới truyền thông là lần đầu tiên từ rất lâu chúng tôi ở ngay biên giới mới có được một cái đêm yên tĩnh như vậy, không có bị trở ngại giấc ngủ vì cái loa phóng thanh này. Và hiện nay thì uy tín của ông Tổng thống Moon Jae-in, thưa quý vị, ông này ông tăng vọt lên một cái đỉnh cao, mà cái đỉnh cao mà người ta cho rằng quá cao, vì đã có tới 85,7% ý kiến thuận lợi sau hội nghị thượng đỉnh. Thành thử cái số người mà ủng hộ Moon Jae-in hiện nay, con số này ngấp ngưỡng 89%, vì người dân Nam Hàn họ cũng ủng hộ cái bản tuyên bố bàn môn điếm vừa mới được ký kết trong ngày 27 tháng 4 vừa mới qua đây. Thành thử dù là dư luận họ cho rằng họ thận trọng, họ trông chờ những cái điều tích cực xảy ra, mà luật sư Duyên thấy là ngay ông Moon Jae-in, cái sự mà ủng hộ ông cũng tăng vò, thì Tổng thống Donald Trump của nước Mỹ của chúng ta thì như thế nào, thưa luật sư Duyên? Cái điều này luật sư Duyên có ghi nhận được cái sự thay đổi hay không? Đây là cái vấn đề mình làm được. Bây giờ mình nói trước ông Moon Jae-in trước.
Ông Moon Jae-in bây giờ được ủng hộ 89% vì ông đạt được một cái thành quả tốt giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Nhưng mà cái chế độ mà dân chủ, cái đế chế độ mà vì dân vì nước đó, nói rằng là yes, bây giờ nhờ cái đó ông 89%, nhưng mà nếu mà ông làm bậy đó thì có thể ông sẽ còn có 20-30% và có thể ông bị trút phế. Ngay trước ông Moon Jae-in thôi, chúng ta đã chứng kiến rồi, cái bà Park Geun-hye là bà tổng thống trước đó, là một người tổng thống mà cũng đạt được nhiều cái thành tựu, dĩ nhiên không phải là thành tựu Nam Bắc Hàn. Ông Moon Jae-in là nhờ cái thời điểm, cho nên ông rơi vào một cái vấn đề lịch sử như vậy. Ông được 89%, nhưng mà bà Park Geun-hye bà cũng được bà cũng làm nhiều điều cho nước Nam Hàn, chỉ vì một cái vấn đề là bạn của bà đã có tham nhũng 20 triệu đô la thôi mà dân Nam Hàn đã đứng dậy đã lật đổ. Vậy thì bây giờ quay trở lại hỏi cho tôi về cái tổng thống Donald Trump. Tôi giả sử rằng là tổng thống có ảnh hưởng một chút xíu nào trong cái chuyện mà Nam Hàn Bắc Hàn đi đó, thì không phải vì cái ảnh hưởng đó mà một vị tổng thống có thể làm bậy làm bạ trong tất cả mọi mặt khác, không phải vì chứng khoán lên mà tổng thống có quyền, nghĩa là ăn nói càn rỡ, tính khí gọi là bất chừng, gần không có một cái nền tảng gì, không có một cái tư cách gì của một vị tổng thống hết. Thì không phải là nhờ chứng khoán lên, nhờ Nam Hàn Bắc Hàn rồi đó thì ổng trở thành ông thánh. Cái chuyện đó không có tin được trong cái thế giới tự do. Còn mình biết là tổng thống cái gì cũng tuyên bố là cái đó nhờ mình, nhưng mà mình nhìn quan sát kỹ là bây giờ tổng thống thử làm sao cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nghĩa là trở thành dân chủ, làm cho nước Việt Nam mà trở thành dân chủ, thì tôi chắc chắn tôi cũng sẽ đồng ý cho tổng thống Donald Trump cái giải Nobel đó. Tôi biết chắc chắn rằng cái chuyện xảy ra ở Nam Bắc Hàn không phải nhờ tư cách, không phải nhờ con người của Donald Trump, một cái con người mà ngày mới tháng trước chửi Kim Jong-un rồi tháng sau ca tụng Kim Jong-un, cái lối nói chuyện như vậy làm ai mà tin được. Nói chuyện bây giờ hồi nãy Lệ Ngọc cũng mới vừa nói đó, là ngày 5 tháng 5 này là cái ngày mà hai bên Nam Hàn Bắc Hàn sẽ xài chung múi giờ. Nếu mà tôi là người Mỹ mà tôi nói là ô, ngày 5 tháng 5 của tôi là cái ngày Cinco de Mayo, là ngày của Mỹ, cho nên Nam Hàn Bắc Hàn chọn cái ngày Cinco de Mayo để đổi giờ, cho nên người Mỹ Tây Cơ chúng tôi cũng có một chút có quyền gáy một chút xíu. Nếu mà tôi nói như vậy thì người ta sẽ nói cái ông Mỹ nào mà nói cái câu đó là cái ông Mỹ khùng. Cái chuyện mà người ta chọn ngày 5 tháng 5 không có dính gì tới nước Mỹ đó. Nam Hàn và Bắc Hàn, cái giờ sông núi thiên của người ta điểm, người ta ngồi xuống với nhau. Đừng có nói cái chuyện mà có công của Donald Trump là cái người chửi Kim Jong-un tan nát hết, mà Kim Jong-un mới có 30 tuổi ngoài thôi mà gạt cái điều đó qua một bên, là ngồi xuống nói chuyện với tổng thống Moon Jae-in chứ không phải là nhờ Donald Trump. Cho nên hỏi tôi rằng là nghĩ gì, cái công cán gì của Donald Trump có trong cái việc này, thì tôi nói rằng number one, cái công cán đó là con số zero. Cái điểm thứ hai là ngay cả mà có cho Donald Trump một chút xíu công cán nào trong này nữa đó, thì cũng không có xứng đáng để được hưởng giải Nobel. Và cái điểm thứ ba là cái việc mà ngay cả có được cái gì đi nữa thì cái việc làm của Donald Trump đối với nước Mỹ vẫn không phải là, nghĩa là vì mình làm một vài điều tốt, mình muốn làm bậy cái gì mình làm bậy. Thì cái ông Moon Jae-in cũng vậy, một người đã đang được 89% và với một cái thể chế của Nam Hàn, mình biết rằng là Moon Jae-in còn phải cứ phải tiếp tục giữ cái phẩm cách của mình, giữ cái liêm khiết của mình và vẫn trách nhiệm với dân chúng Nam Hàn. Chứ còn bây giờ mà họ chỉ cần moi ra mà ông Moon Jae-in làm chừng 1% hay 10% điều của Donald Trump đang làm, là Moon Jae-in từ 89% cũng bị lôi xuống như thường. Và cái đó là cái dấu hiệu của một cái nền dân chủ tuyệt vời ở Nam Hàn. Trở lại Lê Ngọc. Dạ vâng, trước khi mà chi tiết hơn về tại sao hiện nay vẫn có cái sự tranh cãi cho vấn đề
ai sẽ là nhân vật mà lãnh giải Nobel Hòa Bình trong năm nay, mặc dù là chúng ta đã bắt đầu thấy có một số ứng cử viên và nổi bật nhất vẫn là Tổng thống Donald Trump đi. Cái sự tranh cãi này Lệ Ngọc sẽ đưa ra và xem coi ý kiến của luật sư Duyên tiếp tục như thế nào nữa. Nhưng mà trước mắt thưa luật sư, cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un thì mới đây trong ngày đầu tuần lại có những cái tin tức. Mặc dù trong tuần vừa mới qua chúng ta đã nói đến nào là Singapore hay là Mông Cổ, thì có những cái nguồn tin trên thế giới cho biết là tiếp tục có một đất nước khác, đó là Nhật Bản, vừa mới đưa ra một cái ý định chuyển tới Bắc Triều Tiên thông qua cái vấn đề là hai nước Nhật Bản và Bắc Triều Tiên có một cái quan hệ ngoại giao rất là gần gũi, và đồng thời lại nhận định là hy vọng là Nhật Bản có thể là nơi tổ chức cái cuộc hội nghị thượng đỉnh. Sắp sửa sẽ có là Kim Jong-un sẽ gặp Tổng thống của Thủ tướng của Nhật Bản. Thành thử Nhật Bản có phải là một cái đất nước để mà tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hay đầu tháng 6 hay không? Như vậy, Singapore, Mông Cổ, Nhật Bản, cho tới ngày hôm nay, luật sư Duyên nghĩ là đất nước nào phù hợp với cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un? Về cái mặt chủ quan của ông Kim Jong-un không ai biết được. Tại vì đối với Kim Jong-un, cái bây giờ cái quan trọng nhất là cái an toàn, cái sinh mạng của mình. Từng cái việc mà cầm cây viết cũng phải lau chùi cho, để mà ký đó cũng lau chùi, tại vì sợ cái chất độc trong đó. Rồi ăn uống, rồi nghỉ ngơi, rồi những cái di chuyển trên đường phải có an toàn tuyệt đối. Thành ra cái phân tích là giữa Mông Cổ và Nhật Bản và Singapore, cái nơi nào là cái nơi mà an toàn nhất thì cái đó là về chủ quan, đó là thuộc về phần Kim Jong-un. Còn về khách quan mình nhìn vào đó thì mình thấy rằng là giữa ba nước thì Mông Cổ là cái nước mà cái hệ thống an ninh của họ có vẻ là yếu kém nhất so với lại Nhật với lại Singapore. Điểm thứ hai, cái uy tín trên trường quốc tế của Mông Cổ nó không có thể nào so sánh với Nhật và Singapore. Cho nên nếu mà nhìn từ ngoài nhìn vào một người như chúng ta, như tôi, thì tôi nghĩ rằng là tôi loại Mông Cổ ra. Cái thứ hai đó là giữa Nhật Bản và Singapore đó, thì mặc dù là về cái phương diện tài chính, phương diện kinh tế, thì Singapore cũng là một cái nước mà được thế giới, nó là trung tâm tài chính mà. Cho nên thế giới người ta cũng quan tâm nó. Nhưng mà với một cái đất nước nhỏ bé như vậy và một cái lực lượng cảnh sát tương đối lỏng lẻo đó thì chắc là không có thể an toàn bằng Nhật. Và thứ ba nữa là những cái linh kiện về điện tử đó, để mà kiểm soát hay là rà soát những cái chuyện mà khủng bố hay là những cái tay mà điên mà muốn phá những cái cuộc họp như vậy đó, thì chắc chắn là người ta cũng đặt cái Nhật Bản gọi là nặng cân hơn là Singapore. Thì mình nói như thế, nhưng mà đôi khi trong cái đầu suy nghĩ của Kim Jong-un đó, chính cái đất nước mà đơn giản nhất, trơ trụi nhất như là Mông Cổ, nhưng mà chính vì như vậy, bây giờ mà nếu mà giả sử có những cái tay gián điệp thế giới mà vào Mông Cổ thì mình phát hiện liền, nó không có trà trộn dễ như bên Nhật Bản cũng có. Cho nên phân tích chung, nếu mà họ gọi là một cái phân tích mà thuần lý đó, thì Nhật Bản là một cái nơi thích hợp. Còn phân tích về cái chính cái chủ cái từ cái góc nhìn của Kim Jong-un, mình không biết được, có thể là Mông Cổ là vì ngay đó không có cần phải đi máy bay, chi một chuyến xe lửa từ bên Bắc Hàn chạy thẳng qua Mông Cổ chẳng hạn, mà mình không có đoán được đâu, chỉ có phân tích được mà thôi. Còn trở lại một chút xíu về cái vấn đề giải Nobel. Năm 2008, khi mà Tổng thống Obama mới vừa lên nhậm chức có 11 ngày, bên phía bên Na Uy đó đã tặng cho Tổng thống Obama cái giải Nobel về hòa bình. Thì tôi lúc đó tôi cũng lên trên news và tôi cũng thấy là tôi cũng ngạc nhiên về cái quyết định như vậy. Mặc dù nói là Tổng thống của nước Mỹ, nhưng mà tới lúc đó Barack Obama chưa làm cái gì cho thế giới, chưa làm cái gì cho nước Mỹ hết, mà người ta tặng cho Tổng thống Barack Obama một cái giải Nobel hòa bình. Đối với tôi
cái quyết định đó thiệt tình mà nói, từ cái bên ngoài nhìn vào tôi không hiểu. Tôi không hiểu là cái Tano đó vì họ quý ông Obama từng cá nhân một rồi họ vote như thế nào. Nhưng mà tôi thấy cái quyết định nó không có chính xác. Nhưng mà ít ra cái quyết định nó không có chính xác đi nữa đó, Obama vào trong cái danh sách những người mà đoạt giải Nobel về hòa bình đó, nó không có đem lại những cái điểm tiêu cực cho cái giải Nobel. Còn bây giờ mình hãy nhìn lại ở bên cái Mỹ nè, ngay cả cái Hall of Fame, những cái của cái NFL chẳng hạn, những cái giải thể thao như là môn football của nhà nghề hay là môn football của college, của mấy cái trường đại học cũng vậy. Một ngày nào đó O.J. Simpson đã từng được vào trong Hall of Fame, là họ vừa bị như vậy là người ta cũng lấy ra rồi. Thành ra tôi nếu mà tôi mà là ban trên cái hàng lâm viện Na Uy đó, tôi nói rằng là liệu tôi có muốn một cái tên như là Donald Trump mà nằm chung ở trong những cái người mà đoạt giải hay không, thì đó cũng lại là cái góc nhìn cá nhân của tôi nữa. Tôi không có được một cái phiếu bầu nào trong đó đó, nhưng mà tôi tin rằng đa số những cái người bầu trong cái hàng lâm viện của Na Uy đó, nếu mà họ chỉ cần có một cái suy nghĩ thông thường thôi, thì họ cũng sẽ rất là thận trọng khi mà họ bỏ một cái phiếu cho một vị tổng thống như là Donald Trump. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, đó là những phân tích, những nhận định, những bình luận từ luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Và ngay cả đến cái nơi nào sẽ họp ra cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un, thì thưa quý vị, đó cũng cho tới ngày hôm nay cũng chỉ là những dự đoán, những đồn đoán mà thôi. Nhưng mà thưa với luật sư Duyên, khi mà nói đến ông Thủ tướng Nhật, ông Shinzo Abe, thì ông đang hy vọng là có một cái hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước, nước của ông Nhật Bản và Triều Tiên, để mà có thể đem lại một cái cơ hội về giải quyết về cái vấn đề mà công dân Nhật Bản đã bị Triều Tiên bắt cóc từ hồi thập niên của năm 1970-1980, cũng như là đóng góp một phần nào của đất nước Nhật Bản vào cái chương trình hạt nhân và phi hạt nhân hóa tên lửa của Bình Nhưỡng. Thì điều này chúng ta sẽ chờ đợi. Lê Ngọc đang thấy là có một cái viễn cảnh mà nếu mà thật sự điều này xảy ra, thì cái cuộc tranh cãi này nó sẽ tạo ra một cái thế bất lợi cho Tổng thống Donald Trump trong cái vấn đề là ông có phải là nhân vật được giải Nobel Hòa Bình hay không. Đó là cái viễn cảnh mà Tổng thống Donald Trump, ông sẽ xóa bỏ, ông sẽ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào tháng 5 sắp tới, vào ngày 12 tháng 5. Vì hiện nay những nước như là Pháp, Đức, Anh họ đã lên tiếng, họ tái khẳng định là họ ủng hộ cho cái vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran, vì đây là cái con đường tốt nhất để ngăn chặn tham vọng vũ khí nguyên tử của Tehran. Thành thử đây lại là một cái vấn đề mà chúng ta có thể phân tích nhận định xuyên qua cái sự việc thỏa thuận hạt nhân của Iran trong tháng 5 sắp tới sẽ đi về đâu, thưa luật sư Duyên? Điểm thứ nhất là Lệ Ngọc mới vừa nêu lên cái vai trò của Kim Jong-un trong cái việc mà sắp họp với lại Nhật Bản đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta nhìn kỹ một chút xíu, chúng ta mới xoáy quanh là thật sự những cái cuộc đàm phán hòa bình ở khu vực Á Châu đó xảy ra chỉ vì cái anh chàng chí phèo Kim Jong-un, một ngày nào đó anh ta không có phèo nữa, anh ta trở thành ra một anh chí rất là đàng hoàng trong xóm. Và anh chí đàng hoàng trong xóm đó, bây giờ tự nhiên mọi cái chuyện mà từ tốn đi qua nói chuyện với Nam Hàn, từ tốn qua nói chuyện với Nhật Bản, thì cái anh chí phèo đó, nếu mà mình hỏi dân làng là cái anh chí phèo này là cái anh mà xứng đáng được mình quý trọng, hay là cái ông trùm sò, ổng vẫn là trùm, ổng vẫn sò, mình muốn cho ổng cái lòng kính trọng của dân làng, thì mình sẽ biết là dân làng nghĩ như thế nào. Huống gì bây giờ cái chuyện Iran đang xảy ra, lại trùm sò, lại đòi rút ra, mà trong khi cả một cái khối Âu Châu, cả những cái người khác đang ngồi xuống đã họp một cái hiệp ước mà đã chuẩn bị cả chục năm rồi. Bây giờ tất cả những cái đồng minh của mình, Anh, Pháp, Đức đều nói rằng là tốt hết, mình rút ra, thì liệu cái
người cái người trùm đó, cái trùm sò đó có xứng đáng để mà gọi là nói rằng là chính nhờ ông mà có hòa bình, có giúp vào một chút xíu nào hòa bình thế giới, có ai tin không? Thì tôi không nghĩ là cái câu hỏi tự nhiên nó dẫn tới cái câu trả lời. Và chính cái điều này là Iran đó, họ khẳng định, họ nói là họ không có đàm phán về cái thỏa thuận hạt nhân nữa. Một là stay, hai là không. Chứ còn quý thính giả nghĩ như thế nào? Nếu bây giờ chúng ta đang đi vào làm ăn với một cái người nào đó mà sau khi ký xong cái thỏa ước chưa có ráo mực, tôi tôn trọng 100%, mà trong đó Iran họ vạch ra có một câu, cái câu đó họ nói rằng là Iran never, không bao giờ, nếu mà vào cái thỏa ước này đó thì Iran sẽ không có chế tạo vũ khí nguyên tử nữa. Thực sự Iran sở dĩ mà họ viết cái câu đó là bởi vì họ biết là ngay cả có vũ khí nguyên tử cũng không có dùng được. Tất cả những cái cuộc tranh chấp mà gọi là đẫm máu ở trên cái thế giới ngày nay, người ta không ai dám xài tới vũ khí nguyên tử. Nhìn qua bên Syria, nhìn qua bên Iraq, ở bên Aleppo chẳng hạn, toàn là vũ khí quy ước, vũ khí cũ thôi, mà xương máu nó đã banh càng, nó đổ ra đầy trên mặt đất như vậy, có cần vũ khí nguyên tử hay không? Cho nên Bắc Hàn và Iran đều biết rằng là có vũ khí nguyên tử cũng không xài được nữa. Cho nên đối với lại Iran đó, nếu mà giả sử Mỹ mà gọi là rút ra khỏi cái đàm phán này thì Iran nói là không có bất công phải đàm phán làm gì nữa, coi như là không có. Mà nếu không có thì không có ai buộc Iran, không có ai trách Iran là tại sao đã nói không có gọi là làm giàu uranium, cái không có tinh luyện uranium nữa mà bây giờ vẫn tinh luyện, là tại vì không có ràng buộc gì. Thì Iran họ nói là tôi nhìn qua bên Bắc Hàn, tôi thấy là Bắc Hàn nhờ có một hai chục trái bom nguyên tử để trong kho như vậy, không chừng nó an toàn, nó dễ cho tôi dễ nói chuyện. Thì Iran nói là không có thỏa thuận thì thôi, bảo là đàm phán một cái thỏa thuận khác, đàm phán nữa rồi lại một cái anh điên như Donald Trump lại rút ra nữa, mệt mỏi lắm. Thành ra qua cái vụ này nó cho thấy rằng là không phải chỉ là thọc gậy bánh xe vào những cái hòa bình thế giới, mà Donald Trump còn làm suy giảm cái uy tín của Mỹ ở trên trường thế giới, có nghĩa là không ai tin vào cái đất nước trùm sò này nữa. Đó là cái ý nghĩa. Trở lại với Lê Ngọc. Nhưng mà thưa với luật sư Duyên, sau hơn một năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đi, thì chúng ta đã thấy được cái sự bất nhất của ông thay đổi. Nhưng mà trước tiên về cái vấn đề mà Bắc Triều Tiên thì chúng ta thấy cái sự thay đổi này từ vấn đề chửi nhau rồi dùng những cái lời lẽ rất là mạnh mẽ, cấm vận, nhưng mà lại là có một cái kết quả tích cực. Thì luật sư Duyên có nghĩ cái vấn đề của Iran nó cũng sẽ đi theo cái chiều hướng như vậy hay không? Vì trong tuần trước đây thì chúng ta đã thấy là ông Tổng thống Macron của nước Pháp đã đến thủ đô Washington, rồi sau đó bà Angela Merkel cũng đến Washington có những cái cuộc họp với lại Tổng thống Donald Trump. Mặc dù cho tới ngày hôm nay đi, Tổng thống Donald Trump là người mà chúng ta thấy là ông có một cái quan điểm phản đối rất là dữ dội thỏa thuận hạt nhân. Cái ý có vẻ giống như là ông sẽ không thay đổi, ông sẽ xóa bỏ đi vào cái ngày 12 tháng 5 sắp tới. Nhưng mà luật sư Duyên sẽ nghĩ vẫn sẽ có thể xảy ra một cái điều tích cực giống như là cái vấn đề mà Bắc Triều Tiên hay không? Thứ nhất, cái việc xảy ra vấn đề tích cực Bắc Triều Tiên, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, đó là cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ của Kim Jong-un. Chúng ta nên nhớ rằng là cái ngày Kim Jong-un mà nói rằng là tôi sẵn sàng hợp với lại Donald Trump, thì Donald Trump không cần suy nghĩ, chụp liền. Có nghĩa là đây là một cái cơ hội mà làm cho Donald Trump trở nên nổi tiếng, chỉ có như thế thôi. Nghĩa là Kim Jong-un mà không lên tiếng nói rằng là tôi sẵn sàng hợp với Mỹ thì có nghĩa là không có phiên họp. Cái người mà chủ động trong mọi chuyện xảy ra ở cái khu vực bán đảo Triều Tiên là Kim Jong-un. Anh chí phèo, anh không phèo nữa, nó xảy ra mọi việc. Còn bây giờ quay ngược lại bên Iran với lại Mỹ, với lại cái thỏa ước Iran, là Mỹ bây giờ là cái người nói là xù, không có, bây giờ đã ký gì cũng vậy nữa, bây giờ tôi xù, tôi không có nhào vào.
Rồi tới chừng bây giờ mình nếu mà nếu thôi nếu mà giả sử ngày 12 tháng 5 này mà tổng thống Mỹ lại nói là bây giờ tôi nhào vào cái hiệp ước Iran, trở lại tôi tôn trọng hiệp ước Iran, lúc đó mà lại nhao nhao lên nói thấy chưa, tổng thống Trump bây giờ là đàng hoàng lắm, đã giữ được cái hòa bình ở Iran. Mình nói như vậy là mình quên đi cái công cán của những nước như là Đức, như là Pháp. Người ta phải bay qua đây, người ta vận động ông trùm sò, xin ông đừng có sò nữa, ông làm trùm giùm tôi đi. Đó là cái cách mà suy nghĩ của thế giới. Nhưng mà lúc ngay tới lúc đó mà ông trùm sò, ông nói rằng là ê, trùm này ngon lành lắm đó, thì chắc có lẽ là thế giới cũng chiều cái tính khí của ông trùm. Nên người ta chiều là bởi vì là người ta chiều vì cái sức mạnh của nước Mỹ để gọi là cho yên cho mọi việc nó xong xuôi. Điều đó không có nghĩa là ông Trùm thực sự là xứng đáng và ông Trùm không có còn sò nữa, mình không biết cái chuyện đó. Cho nên tôi nhìn vào những cái hiện tượng quốc tế đó, mình cứ dùng cái common sense, không có cần phải là một ông bác học về nguyên tử hay là bác học về hỏa tiễn mới hiểu được mấy cái chuyện đó. Đặt cái đầu của mình vào cái suy nghĩ của Kim Jong-un, của ông Moon Jae-in, hay là của ông Shinzo Abe, hay là của Donald Trump, mình biết họ sẽ nghĩ gì. Cái tính khí của họ nó phô diễn ra từ lúc mà họ lên báo, họ nói chuyện, hay là họ ngồi, họ làm việc, mình biết hết đó. Tức là chỉ có những cái bí mật mà đằng sau hậu trường thì chúng ta không biết, nhưng mà cái tính khí, cái nét tự nhiên nó hiện ra, mình dùng common sense là mình biết. Thì sở dĩ mà tôi nhiều khi mà bạn bè nói mà ông Duyên này ông có cái thần khẩu mà đôi khi nó hại sắc phàm đó, là tại vì tôi cũng chỉ dùng những cái phân tích tự nhiên. Tôi nói nếu mà tôi ngồi vào cái ghế của Tập Cận Bình, tôi sẽ quyết định như thế nào, và nhất là trong cái thể chế mà độc tài như vậy, tôi quyết định như thế nào, tự nhiên nó xảy ra đúng như cái điều mình phân tích thôi, chứ cũng chả có hay ho gì. Để mà thì nói lại là nếu mà giả sử mà Iran mà họ có ở lại, tức là ông trùm sò ông không có sò nữa, ông ở lại trong cái hiệp định đó, thì đó là một cái dấu hiệu tốt cho cái đường hướng hòa bình mà hình như là cả nhân loại tới một cái lúc điên điên rồi đó. Thì mấy ông lãnh đạo, mấy ông bắt đầu, mấy ông tỉnh lại. Nếu mà như vậy nè, nếu mà Donald Trump làm được cái chuyện này thì chắc là tôi cũng sẽ thay đổi ý kiến nhiều về Donald Trump lắm. Chứ còn bây giờ thì không có thay đổi mảy may nào đâu. Nếu mà bây giờ mà Donald Trump ngồi xuống lấy cái uy thế của nước Mỹ, lấy cái sức mạnh quân sự của nước Mỹ, lấy cái sức mạnh kinh tế của nước Mỹ mà dằn mặt được Putin, mà để cho Putin đổi lại những cái khuynh hướng mà đem bom đạn thảy đi toàn thế giới đó, lúc đó tôi sẽ rút lại tất cả những cái lời bá láp của tôi trong một năm rưỡi qua về ông Trùm sò này, và tôi nói là ông Trùm này xứng đáng là ông Trùm. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, trong ngày hôm nay thì Lê Ngọc đã thấy có hai sự kiện có thể làm cho luật sư Duyên thay đổi những nhận định về Tổng thống Donald Trump, ông trùm sò mà luật sư Duyên đang đặt tới. Đó là vấn đề dân chủ cho đất nước Việt Nam và vấn đề của nước Nga. Và như vậy đi, trở lại về vấn đề di dân. Thì trong những giây phút đầu tiên thì hiện nay thưa với luật sư Duyên, có rất là nhiều breaking news. Họ đang nói về cái đoàn người di dân từ Trung Đông mà chúng ta đã nghe trong cả tháng, đang cố tình để mà vượt qua cái biên giới ở San Diego. Họ trèo, họ ngồi lên ngay trên cái hàng rào dẫn ra biển ngăn cách giữa Tijuana, Mexico và San Diego, và họ bất chấp những cái sự nguy nan, bất chấp những cái lời tuyên bố từ vấn đề chính sách di dân rất là cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, họ vẫn muốn nhập vào nước Mỹ. Thì điều này luật sư Duy nghĩ cái chính sách di dân của nước Mỹ nói chung và của Tổng thống Donald Trump nói riêng sẽ cư xử như thế nào trong cái vấn đề di dân này thưa luật sư Duy? Nếu mà nói về cái luật di dân mà qua cái ngõ tị nạn đó, thì thực sự nó là một cái thỏa ước international, thỏa ước quốc tế. Bây giờ đây là cái luật quốc tế nè, là nếu một người mà họ không có trở về cái quê hương mà nơi họ sinh ra, nơi họ cư trú, do những cái lý do là nếu mà họ quay trở về, họ sẽ gặp phải những, họ bị bắt hại về lý do chính trị, về lý do tôn giáo, vân vân đó, thì những người đó được quyền
xin tị nạn ở một nước khác, mà ngay cả nếu mà họ vượt biên giới mà bất hợp pháp đi nữa đó, thì cái nước mà nhận họ vẫn phải xét coi là họ có xứng đáng để mà được cái asylum, họ có xứng đáng cái tư cách tị nạn hay không. Thì đó là cái luật quốc tế. Chúng ta nên nhớ là năm 1975, nó chính những người Việt Nam chúng ta, khi mà chúng ta vượt biển, chúng ta chịu tất cả sóng gió chết, rồi chúng ta tấp vào những cái nước như là Indonesia, Mã Lai, Thái Lan, thì chúng ta trên cái mặt nguyên tắc đó là chúng ta phải, những cái nước mà chúng ta tấp tới đó phải xét cái đơn tị nạn của chúng ta, chứ không phải là muốn lôi chúng ta ra biển thì lôi. Nhờ cái hiệp ước quốc tế đó mà chúng ta tấp vào những cái nước đó. Rồi cái cuộc chiến tranh 1975 là do Mỹ trách nhiệm rất là nhiều, cho nên Mỹ mới vận động với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc trên thế giới là lập những cái trại tị nạn ở những cái nước mà có những cái người ở Việt Nam tới, rồi họ mới nhờ những cái trại tị nạn đó họ mới duyệt xét từ từ. Chúng ta đã làm những cái đơn asylum rồi, và qua những cái đơn đó chúng ta được các nước chấp nhận. Chúng ta chấp nhận với cái tư cách tị nạn. Sở dĩ mà tôi cũng nhờ là trong 14 tháng ở trên đảo, tôi là trưởng phòng định cư ở Indonesia đó, thành ra tôi đọc qua những cái luật tị nạn này nọ biết, rồi qua bên đây lại làm luật sư và di trú nữa. Những cái người mà xin tị nạn phải hội đủ những cái yếu tố đó, mà khi họ đã hội đủ những cái yếu tố đó đó thì các quốc gia phải xét đơn của họ. Vậy thì bây giờ trở lại cái nhóm người mà họ, ai người ta đã theo dõi cái đoàn xe của họ. Yes, họ đi từ Honduras, họ đi từ Ecuador, họ vượt băng ngang nước Mỹ, rồi bây giờ họ tới Tijuana, ngay cái biên giới giữa Mỹ với Mỹ. Hồi đầu thì cái đoàn đó tới mấy ngàn người, nó nghe nói bây giờ người ta cũng nản, người ta cũng bỏ bớt, là chỉ còn có khoảng 150 người đại khái như thế. Thì những người này họ nói là họ chấp nhận tất cả những cái thử thách, bởi vì họ biết rằng là những cái thử thách đó là cái thử thách về pháp lý mà thôi. Cho nên họ sẽ đi ngang qua cái, họ đi không có leo tường, không có đi cái gì bất hợp pháp, họ đi ngang qua cái ranh giới Mỹ, cái trạm cái checkpoint ở biên giới Mỹ với Mỹ đó, và nó tạo ra một cái vấn đề về pháp lý mà Mỹ, một cái đất nước gọi là tôn trọng luật pháp, phải xử lý lấy, chứ không có phải là đuổi người ta ra được, bởi vì cái đó là cái luật quốc tế. Cho nên ngay ngày hôm qua khi mà có cái tin là họ đã tới biên giới Mỹ với Mỹ rồi và họ chuẩn bị họ đi qua đó, thì ông Jeff Sessions ông đã nói là bộ tư pháp của Mỹ vì tôn trọng luật quốc tế sẽ gửi một đoàn luật sư xuống, một đoàn luật sư của bộ tư pháp xuống để mà xử lý những cái đơn tị nạn của họ. Cái điều đó nó cũng tương tự như là chúng ta, hồi chúng ta tới cái trại ở bên Mã Lai, trại Bi Đông, rồi trại Ga Lăng vậy đó, là chúng ta thấy là những cái đoàn mà gọi là thiện nguyện đó, họ giúp cái bộ tư pháp của Mỹ để mà lượt qua chúng ta xét đơn và để mà chúng ta đi vào với cái tư cách tị nạn. Thì những gì xảy ra cho Việt Nam của mình khoảng mấy chục năm trước đó, nó kéo dài từ năm 1975 tới khoảng năm 1989 đó, những cái điều gì xảy ra cho chúng ta thì bây giờ đang xảy ra cho những người ở Syria, những người ở bên Ecuador, ở Honduras, ở Haiti chẳng hạn, nó xảy ra tương tự như vậy. Cho nên nhiều người cứ nói rằng là mình là cái người hợp pháp, cho nên mình ưu tiên hơn mấy người đó. Mấy người đó vô chỉ phá hoại cho cái nước Mỹ chúng ta thôi. Thực sự chúng ta không phải là những người hợp pháp vào cái thời đó. Chúng ta cũng y hệt như cái thân phận chúng ta là cái thân phận y hệt như những người bây giờ nè. Và chúng ta đi hàng trăm ngàn người, hàng triệu người, mà lúc đó chỉ vì cái trách nhiệm của nước Mỹ mà nước Mỹ phải nhận chúng ta, chỉ có như thế thôi. Mình nhìn người ta bây giờ, mình nhớ lại mình, nếu mà mình chỉ cần nhớ lại cái quá khứ của mình đó, thì mình sẽ có một cái góc nhìn khác về những người tị nạn. Không có ai muốn bỏ cái xứ của mình, không có ai muốn bỏ nhà cửa của mình hết á, chỉ vì cái chuyện là vì cái sinh mạng mình, vì cái chuyện chẳng đặng đừng, người ta bỏ người ta ra đi thôi. Thành ra mỗi một lần mà tôi nói chuyện
với một vài người cũng quen biết với tôi, họ nói là tại sao ông cứ chống tổng thống Trump, mấy cái bọn nó mà đi như vậy nó bất hợp pháp. Họ quên rằng là cái bọn Việt Nam của chúng ta cũng đã một thời là những người bất hợp pháp, họ quên cái chuyện đó. Tôi thì tôi ngay khi mà tôi đặt chân tới Indonesia đó là tôi đã học liền một bài học là tôi là một cái tay bất hợp pháp. Rồi ngay cả khi mà tôi vào tôi làm trưởng phòng định cư cho cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc đó, tôi mới biết rằng là tôi đang làm một cái việc mà giúp đỡ những người bất hợp pháp trở thành hợp pháp để mà tị nạn ở Mỹ, để mà tị nạn ở Úc, ở Canada vân vân. Đó là những cái quá trình mình nhìn trở lại để mà mình hiểu rằng là cái thế giới này có nhiều điều mà chúng ta cần phải góp tay lắm, chứ không phải là cứ nói rằng là chúng tôi yên ấm ở đây rồi, chúng tôi làm bác sĩ, làm luật sư, làm nghề tóc, làm nghề nail là chúng ta là những người hợp pháp. Còn cái bọn mà nó vượt biên, cái bọn mà nó đi, bọn đó bất hợp pháp tống ra để mà giữ cho chúng ta được an toàn. Cái suy nghĩ đó là một cái suy nghĩ mà chúng ta cần xét lại, trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc thấy ở mỗi thời điểm, thưa luật sư Duyên và quý vị thính giả, nó có một cái sự khác biệt hoàn toàn. Vì hãng thông tấn AP họ đưa ra những cái hình ảnh là cái đoàn người xe di dân này họ từ Trung Mỹ, họ theo cái đoàn xe họ ngay khi mà họ tới biên giới San Diego thì cũng đã có những cái hình ảnh là những người này họ ngồi, họ trèo lên ngay trên cái hàng rào ngăn cách giữa Tijuana, Mexico và San Diego, thưa luật sư. Rồi những cái hình ảnh mà người ta thấy cái sự thay đổi ở thời điểm này là những người dân Mỹ họ chống và họ ủng hộ cả hai bên, họ đều đi tới ngay chỗ cái biên giới này họ để họ bày tỏ cái quan điểm của chính người dân Mỹ. Còn cái thời kỳ của chúng ta thì hình như hầu như là không có cái sự chống đối, đúng không thưa luật sư Duyên? Còn hiện nay cái sự chống đối cũng rất là cao, nhưng mà bên cạnh đó những người ủng hộ cũng không thua gì hết. Đặc biệt, chỉ có một cái điều đặc biệt là người lãnh đạo nước Mỹ đó chính là Tổng thống Donald Trump. Và ngay cả những thành viên trong nội các của ông gồm có Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Nội an, họ theo dõi cái tình hình này rất là xích xoát để họ theo dõi kỹ càng cái tiến trình di chuyển của cái đoàn người này. Và hiện nay thì cái lời đe dọa đó chính là nước Mỹ sẽ có một cái biện pháp rất là quyết liệt, nhanh chóng với những người nào mà di dân bất hợp pháp, vi phạm cái luật pháp của Mỹ. Cái đó là cái sự khác biệt ở cái thời điểm này, thưa luật sư Duyên. Không khác biệt đâu. Lê Ngọc mới vừa nói là hồi đó năm 1975 chúng ta không bị chống đối đó, thì đây là dữ kiện nè. Là lúc đó những cái thăm dò trên cái lòng suy nghĩ của dân Mỹ đó là 60% họ không muốn nhận người tị nạn Việt Nam, 60%. Còn bây giờ mình hỏi những cái nước như là Mã Lai, Thái Lan, Indonesia thì họ chống 100%, họ không có muốn người tị nạn Việt Nam vào làm xáo trộn cái đất nước của người ta. Mà chính vì vậy cho nên đã có những cái phiên họp ở Liên Hiệp Quốc mà trong đó là đổ lỗi cho Mỹ. Và vì vậy cho nên Mỹ với cái sức mạnh về kinh tế của mình lúc đó, thực sự cái cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Mỹ đổ cái ngân sách vào trong đó rất là nhiều. Thành ra bây giờ cả thế giới đang có một cái bộ luật về, vào cái thời điểm đó đã có một cái bộ luật về tị nạn rồi, và Mỹ là cái người chịu trách nhiệm bởi cái làn sóng tị nạn nhiều triệu người này. Thành ra qua cái việc mà ảnh hưởng của quốc tế, ảnh hưởng của những đất nước như Mã Lai, Indonesia, như là Thái Lan vân vân đó, thì Liên Hiệp Quốc họ phải họp và cao ủy tị nạn. Lúc đó họ làm đúng cái vai trò của họ là họ nhận chúng ta. Và ngay cả với 60% chống đối đó thì Tổng thống Jimmy Carter lúc đó và Quốc hội vào lúc đó họ cũng thông qua cái luật để mà họ nhận cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Không có thời nào mà những người gọi là đi tị nạn đó mà không có bị trở ngại hết đó. Ngay bây giờ những người bên Syria, bên Iraq và bên Rohingya ở bên Miến Điện đó là tàn sát đến mức độ kinh hoàng như vậy mà người ta đi tị nạn người ta vẫn bị trở ngại như thường. Cho nên cái câu trả lời đó là yes, cái sự chống đối nó có, nhưng mà bây giờ vì cái luật pháp quốc tế đó thì tôi biết rằng là bây giờ cái phong trào mà chống di dân ở Mỹ lên cao, nhưng mà rồi ra thì chúng ta vẫn phải hành xử nó đúng như cái luật pháp quốc tế.
150 người mà họ vào đó thì đương nhiên họ sẽ làm đơn. Và đây là cái những cái thủ tục mà tôi khi mà tôi lo những cái hồ sơ tị nạn cho thân chủ của tôi thì tôi chỉ mô tả lại để quý thính giả cùng hiểu thôi. Là khi mà họ những cái người mà họ đặt chân tới Mỹ thì họ chỉ có một năm thôi để mà họ tuyên bố cái tư cách tị nạn của họ. Thì trong vòng một năm đó họ mới vô một cái đơn. Thì bây giờ mình cứ nói lại 150 người này là chắc họ vừa vào là sẽ có những cái người giúp họ điền cái đơn tị nạn. Rồi sau đó họ sẽ được đưa một ông quan tòa di trú xem xét những cái đơn đó. Và họ cũng sẽ được phỏng vấn, họ cũng sẽ được nói chuyện. Nếu mà những cái lời khai của họ mà nó cho mà thuyết phục được rằng là họ là một cái người nạn nhân của cái chế độ của họ về mặt chính trị, về mặt tôn giáo, về mặt màu da vân vân đó, thì những người đó sẽ được hưởng cái asylum, sẽ hưởng được hưởng cái tư cách tị nạn. Y hệt như là chúng ta, nếu quý thính giả nhớ những cái người nào mà vượt biên đó, mà tới Bi Đông hay là tới Ga Lăng đó, mình nhớ mình cũng đã ghi tên rồi xong cái mình chờ phái đoàn qua, thì phái đoàn Canada, phái đoàn Úc, phái đoàn Mỹ họ sẽ phỏng vấn mình và mình phải trả lời những câu. Và hồi đó đã có những gia đình không có cái lý do gì để vượt biên cả thì vẫn nằm lại ở đảo và cuối cùng cũng bị hồi hương, cũng đưa ngược về Việt Nam. Cái thủ tục của nó thì dài dòng như vậy. Sở dĩ hồi xưa chúng ta dễ hơn là sau một cái cuộc chiến kinh hoàng như cuộc chiến của Việt Nam, Mỹ với cái trách nhiệm của họ đó thì họ phải nhận, cho nên cái sàng lọc của họ nó dễ dàng hơn. Còn bây giờ 150 người này thì tôi nghĩ rằng cái sự sàng lọc nó sẽ khó khăn hơn nhiều lắm. Nhưng mà cho dù khó khăn họ vẫn nộp đơn. Cái bổn phận sàng lọc là mình là nước Mỹ vẫn phải sàng lọc. Rồi nếu mà sàng lọc mà không có nhận họ thì họ đưa họ lên máy bay, đưa ngược lại về cái quê hương của họ. Đó là một cái thủ tục nó tương đối, nó phức tạp, nó dài dòng. Nhưng mà chỉ muốn giải thích để mà cùng nhau chúng ta hiểu là cái người tị nạn đi vào một nước khác nó như thế nào. Mà cái chuyện đó nó không phải là chỉ xảy ra ở Mỹ, nó đang xảy ra ở Úc, nó đang xảy ra ở Miến Điện. Những cái người Rohingya ở Miến Điện đó bị đẩy ngược chạy qua về phía bên Ấn Độ với lại Bangladesh thì những cái nước đó cũng vẫn phải đối xử như vậy thôi. Nhưng mà cái chuyện cái khác nhau là như vậy nè, là nước Mỹ hay là Âu Châu đó là những nước giàu, thành ra nó có cái khả năng thu hút được những cái là có cái khả năng lo lắng cho những cái người tị nạn như thế. Đức họ nhận 500.000 người, cả triệu người. Còn ở những cái khu vực những nước khác đó đôi khi vì cái sức mạnh kinh tế và vì cái tình hình xã hội của người ta đó, người ta không có lo chu đáo đầy đủ thì những cái người tị nạn ở đó nó thê thảm hơn nhiều. Tôi còn nhớ là năm 1984, khoảng giữa năm 84, lúc đó tôi đang làm việc ở trên cao ủy tị nạn ở trên Indonesia đó, thì ông cao ủy trưởng ông ngồi ông phân tích những cái lúc mà gọi là nhàn tản mà ngồi nói chuyện, thì ông cao ủy trưởng ông nói với tôi, ông nói là cái thật sự ra người Việt Nam chúng ta đi tị nạn mà chúng ta rất là sang, rất là luxury, đi xuống cũng có người đem theo đồ đẹp, rồi có đem theo đồ trang sức, còn đem theo được vàng nữa. Ông nói là ông đã từng làm ở những cái trại tị nạn ở bên Phi Châu đó. Ông nói là người ta chạy một họ vào trại là nhập trại không kịp nữa, cùng lúc là có thể 5.000 người, 10.000 người họ tới, và cao ủy tị nạn không đủ cái khả năng để mà nuôi nấng những người đó, cho nên mỗi một ngày, ông nói mỗi một ngày thôi đó là hàng trăm xác chết, người lớn có, con nít có, và ruồi nhặng nó đầy ở trong trại hết. Ông nói với tôi rằng là cái nhóm refugees Việt Nam của mấy của anh đó là hên lắm, là được cái luxury là bây giờ là nước Mỹ nó phải xây dựng những cái barrack, những cái trại ga lăng A, ga lăng 1, ga lăng 2 vân vân. Cái đó hay là những người đi tới Bi Đông cũng có những cái barrack ăn ở đàng hoàng. Nhìn lại chúng ta phải hiểu rằng cái thảm cảnh về tị nạn trên thế giới bây giờ nó kinh hoàng ghê lắm, mà họ không được đối đãi bằng 1/10 chúng ta được đối đãi ngày xưa. Trở lại với Lê Ngọc.
Dạ thưa vâng, cái thời điểm này chúng ta thấy hoàn toàn khác. Cái làn sóng mà chống đối người di dân vào cái thời điểm của chúng ta thì nó nhẹ nhàng hơn. Lê Ngọc cảm thấy là chúng ta được mở rộng cái vòng tay đón chào nhiều hơn là ở thời điểm này. Và từ cái vấn đề di dân, thưa luật sư Duyên, lại nói đến một cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong cái ngày cuối tuần, trong ngày thứ Bảy, khi mà ông có mặt tại Michigan trong một cái cuộc vận động cho đảng Cộng Hòa. Thì Tổng thống Donald Trump ông lên tiếng mà nhiều người cho rằng có lẽ là một cái lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về cái việc là xây bức tường dù là đã được khởi động, nhưng mà cái số tiền mà ông có chỉ có 1,6 tỷ thôi. Thành thử Tổng thống Trump ông tuyên bố rằng ông một lần nữa ông muốn là có thêm tiền để mà xây cái bức tường biên giới, vì nếu không cái vấn đề an ninh không được bảo đảm thì ông sẽ không có một cái lựa chọn nào khác, đó là đóng cửa chính phủ vào tháng 9 sắp tới. Cái điều này luật sư Duyên nghĩ như thế nào khi mà Tổng thống muốn đòi tiền xây thêm nhưng mà bên cạnh đó không cho tôi tiền là tôi sẽ đóng cửa chính phủ trong tháng 9 sắp tới? Cái đó là thái độ của trùm sò, có nghĩa là cái thái độ của chí phèo khi mà còn phèo, trùm sò khi mà còn sò. Cái người Mỹ đó họ có một cái câu, họ nói là cái đuôi mà bảy con chó đó, the tail mà nó wag the dog đó, tức là lấy một cái điểm nhỏ thôi mà muốn làm dữ trong cái những cái chuyện lớn hơn. Thì bây giờ chỉ có một cái bức tường thôi mà trùm sò dám nói một điều rằng là sẵn sàng đóng cửa toàn bộ chính phủ, làm tê liệt của cả chính phủ, mặc dù là lưỡng viện quốc hội người ta đưa luật qua và người ta cũng đưa tiền để cho chính phủ mở cửa, nhưng mà tổng thống nó hăm dọa là đóng cửa chính phủ. Thì cái điểm thứ nhất, nói thì nói như thế thôi, mình biết trùm sò muốn nói gì nói, dám làm hay không thì cái chuyện đó là khác. Cho tới giờ phút này tôi nghe trùm sò nói rất nhiều mà không làm gì cả, rồi hễ có một cái chuyện gì xảy ra tự nhiên thì trùm sò vỗ ngực vậy thôi. Con gà trống nó chả làm được gì, nó cũng chỉ đi mổ, nó kiếm sâu, nó ăn thôi. Nhưng mà hễ mặt trời mà mọc lên thì nó nói là nhờ nó gáy, đó là cái tư cách của trùm sò. Vậy thì muốn nói là hăm dọa trước một cái rally của một số người ủng hộ mình, thì chung quanh toàn là những người ủng hộ mình thôi, đâu có ai đâu. Thì tổng thống hứa đầy đủ hết, và nói là nếu không thì tổng thống đóng cửa chính phủ. Thì tôi cũng chỉ thấy cái lời của tổng thống nói theo người Mỹ đó là take it with a grain of salt, tức là nghe giống như ăn với một hộp muối nhẹ thôi, đừng có không có tin nhiều. Thì đây là những cái lời hứa của tổng thống nè. Thứ nhất là tổng thống nói là cho nước Mỹ đó là cái infrastructure, tức là cái đường xá này nọ kia, chúng ta thấy đâu có đường xá gì đâu. Chúng ta thấy là thực sự là để mà sửa chữa đường xá cầu cống lẽ ra mình cần tiền cho cái việc đó, thế mà tổng thống lại giảm thuế khiến cho giảm thuế dành cho những công ty lớn và những người giàu. Còn những người trung cấp như chúng ta nghe nói giảm thuế, bây giờ nó đã bắt đầu có một cái feeling là hình như là có giảm thuế nhưng mà cái thuế nó không có tới tay của cái người dân mà nó tới tay nhà giàu. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái infrastructure, tức là cái đường xá cầu cống, bây giờ vì giảm thuế đó thì tiền đâu mà sửa đường, tiền đâu mà xây trường. Chúng ta nhớ là cái hệ thống freeway của chúng ta nhờ vị tổng thống Cộng Hòa, là vị tổng thống Eisenhower, chúng ta mới có cái hệ thống freeway chứ đâu phải tự nhiên mà nó mọc ra. Lại thì ra bây giờ tiền bảo trì cũng không có, rồi lên nói rằng là hứa là sẽ, nhất là đảng Cộng Hòa luôn luôn cái chủ trương của họ là không, đừng có tăng thêm cái nợ nữa. Mà bây giờ dưới cái trạch triều của tổng thống Donald Trump, vào năm 2020 cái số nợ tăng tới 1.000 tỷ, 1 trillion. Thì như tôi chỉ dùng những cái dữ kiện để tôi chứng minh thôi, chứ còn đoán tương lai, nhất là đoán tương lai trong một cái đầu của một người như là tổng thống Donald Trump thì đoán không nổi. Tôi hay nói rằng là mình cứ đặt cái suy nghĩ của mình đặt cái vào trong những cái bộ óc của những cái tay lãnh đạo thì mình cũng đoán được. Riêng đối với trùm sò tôi chịu thua. Chỉ có một điều mà dứt khoát mà tôi đoán được là khi Trump nói một cái điều gì thì mình nói rằng nói vậy chứ không phải vậy. Đó là một cái dứt khoát, một điều mà tôi có thể đoán được. Trở lại với Lê Ngọc.
Trước tiên thì Lê Ngọc thấy là Tổng thống Donald Trump, ông dám nói thưa luật sư Duyên, nhưng mà cái điều mà ông nói đang bị những đảng viên của chính đảng Cộng hòa của ông cũng gọi là không có bằng lòng cho lắm. Vì cái dự luật mà chi tiêu mà 1,3 ngàn tỷ Mỹ Kim mà Tổng thống Donald Trump ông ký trước đây đó thưa quý vị, giúp cho chính phủ của Mỹ có đủ điều tiền để mà hoạt động cho tới cuối tháng 9. Nếu mà thật sự ông mà làm như vậy đó thì trước cái thềm bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, cái điều này làm cho các đảng viên của bên đảng Cộng hòa cũng rất là lo ngại, khi mà chính đảng Cộng hòa và chính Tổng thống Donald Trump nữa cũng muốn giữ quyền kiểm soát tại Quốc hội. Luật sư Duyên có thấy cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ Bảy, ông đã chống đối, ông đã lên tiếng chỉ trích ngay cả bà Thượng nghị sĩ Debbie Stainborn của Stabenow của bên Michigan của đảng Dân Chủ. Ông kêu gọi mọi người là đánh bại những Thượng nghị sĩ bên đảng Dân Chủ đi, vì ông nói nếu mà để cho đảng Dân Chủ nắm cái ghế Hạ viện thì bên Dân Chủ sẽ, ông sẽ bị trút phế, vì bên Dân Chủ rất muốn trút phế Tổng thống Donald Trump, thưa luật sư Duyên. Khi Tổng thống đứng trước cái nhóm người của mình thì những cái mà lý do mà Tổng thống nói đó là muốn là làm cho cái người ủng hộ mình đó nghĩa là lo sợ, mà vì lo sợ cái sự trút phế thì Tổng thống mong là sẽ nhờ như vậy mà lấy được, giữ được cái số phiếu mà người ta đang ủng hộ mình, chỉ có như cái mục đích như thế thôi. Còn Tổng thống Trump thì hôm nay ông nói điều này, ngày mai ông ta trở lời mà trở lời một cách sống sượng, trân tráo, bất cập nhân tình, bất cố liêm sĩ, mình đã thấy rồi. Chẳng hạn như trong cái cuộc mà tranh cử đó giữa ông Conor Lamb á, thì Tổng thống mới hôm trước chửi là Lamb là Sam. Hôm sau ông Lamb ổng đắc cử đó, thì ổng nói là ô, ông Lamb ổng đắc cử là tại vì nhờ ổng suy nghĩ giống tôi. Cái lối nói chuyện như thế. Còn Roy Moore ủng hộ, mới đầu ủng hộ đối thủ của Roy Moore, Steve Bannon ủng hộ Roy Moore. Cái ứng cử viên của Tổng thống thua, thì Tổng thống lại trở cờ quay qua ủng hộ Roy Moore. Thế chừng mà Roy Moore cũng lại thua nữa thì lại đổi giọng, lại nói rằng là Roy Moore thế này, Roy Moore thế nọ. Ông chính Tổng thống là cái người đề cử cái ông bác sĩ, ông tự nhiên tôi quên tên, đang nói chuyện quên tên. Dạ, thưa ông Ronnie Jackson phải không ạ? Đúng rồi, ông Ronnie Jackson, cảm ơn Lê Ngọc. Thì ông Ronnie Jackson, Tổng thống là người đề cử Ronnie Jackson. Tới chừng mà ông Ronnie Jackson đang gặp cái khó khăn thôi chứ chưa có cái gì hết á, thì là Tổng thống đã nói rằng là tôi đã nói Ronnie Jackson là tôi biểu là thôi rút lui đi, bảo người ta nghĩa là nói tạc vô mặt người ta như vậy. Rồi qua hôm sau có chứng minh rằng là cái ông nghị sĩ dân chủ, ông Tester đó, ông nói xấu về ông Jackson, mà ông nói xấu tầm bậy. Thì Tổng thống lại nói là trời, ông Jackson là một cái người rất là đàng hoàng, rất tiếc là tại sao Jackson lại rút lui, còn cái ông Tester này là tầm bậy tầm bạ, vân vân. Tổng thống muốn nói như thế nào Tổng thống nói, cái điều quan trọng là vẫn có người tin. Nên là người Tổng thống nói cái gì đi nữa người ta cũng tin hết á. Thành ra trở lại cái việc mà đánh giá Tổng thống Trump qua những lời của Tổng thống, thì tôi nói theo cái kiểu của người Mỹ mà tôi take it with a grain of salt, với một cái hộp muối tôi lắng nghe, giống như mình ăn món gì mà mình ăn với một hộp muối thì chứ không có coi nó là quan trọng. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, hai dân biểu mà chúng ta vừa mới nghe tới thưa quý vị đó là Thượng nghị sĩ Debbie Stabenow của bên đảng Dân Chủ của Michigan và ông John Tester Dân Chủ của bên Montana mà đã bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích trong cái phát biểu của ông trong ngày thứ Bảy trong cái cuộc tập họp rất là đông đảo ở ngay tại Michigan ủng hộ Tổng thống Donald Trump nha quý vị. Thì quý vị chúng ta hãy chờ xem có tới tháng 11 này hai người này, hai thượng nghị sĩ này có đắc cử trở lại hay là thua, thì chúng ta cũng hãy chờ xem trong cái tháng 11. Đó là một cái sự việc rất là quan trọng giữa hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Và khi nói đến cái vấn đề này, thưa luật sư Duyên, Ủy ban Thượng viện Mỹ vừa mới chấp thuận cái dự luật để mà bảo vệ ông Robert Mueller, công tố viên đặc biệt,
khỏi bị sa thải một cách tùy tiện trong cái vấn đề vì ông Mueller đang điều tra việc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Thì cái điều này nói lên sự việc như thế nào, thưa luật sư Duyên? Thực sự ra là cái dự luật mà nói rằng là để mà bảo vệ ông Mueller đó đã được nói trước rồi, nhưng mà bên phía đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả quốc hội đó, họ không có muốn có cái dự luật đó. Nhưng mà chỉ có gần đây Tổng thống Trump gọi là lại ngỏ ra ý kiến hình như là muốn đuổi ông Rosenstein, rồi muốn đuổi ông Mueller đó. Cho nên bên phía đây là cái Ủy ban Tư pháp Thượng viện mà cũng do Cộng hòa kiểm soát nữa, họ đã thông qua cái dự luật này, mặc dù chính ông chủ tịch Thượng viện là McConnell, ông nói rằng là ông sẽ không có đưa cái dự luật như thế mà đi ra sàn để mà cho Thượng viện bỏ phiếu. Thì mình mới thấy rằng là cái cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Tư pháp Thượng viện nó chỉ có cái tính cách là biểu tượng thôi, nó cho thấy một cái sự ủng hộ cho Mueller. Nhưng mà tôi nghĩ rằng để cho cái dự luật luật này mà thành luật để mà bảo vệ Mueller thì nó khó lắm. Cái điểm thứ nhất là bây giờ Ủy ban Tư pháp Thượng viện đưa cái dự luật ra mà ông Mitch McConnell ổng không có cho vote là đã làm cái trở ngại rồi. Mà giả sử ông Mitch McConnell mà đưa ra để mà bầu mà vote đó, thì mà có thành công đi nữa thì lại phải qua Hạ viện, mà Hạ viện thì bây giờ cũng là Cộng hòa, họ đang kiểm soát. Bước qua Hạ viện cũng đã khó rồi, rồi tới chừng mà bước qua được Hạ viện đi nữa mà đưa qua để Tổng thống ký và ban hành thành luật đó mà Tổng thống veto thì coi như là cái luật mà bảo vệ Mueller không có. Cho nên trong thực tế về mặt chính trị mà nói, cái dự luật này chỉ là tính cách biểu tượng thôi, không có tính cách thực tế. Còn cái phần, nhưng mà nó chỉ có đưa một cái tín hiệu là nếu mà giả sử Tổng thống Trump vì lý do gì mà sa thải ông Rosenstein để mà nó dẫn tới cái việc mà sa thải ông Mueller đó, thì cái hệ quả về pháp lý nó có thể nhiều hơn. Mình chưa biết là cái gì, giống như trong những cái phân tích trước thì anh em chúng tôi cũng đã phân tích với quý thính giả rồi đó. Cái cuộc đấu đá về chính trị nó sẽ vô cùng phức tạp, chứ nó không phải là nó đơn giản như chúng ta nhìn thấy. Vậy thì để trả lời với Lê Ngọc, việc bỏ phiếu của Ủy ban Tư pháp Thượng viện chỉ có tính cách biểu tượng mà thôi. Như vậy thì trong cái ngày thứ Sáu vừa mới qua đây, ngày 27 tháng 4, thì Ủy ban Tình báo Hạ viện họ đã lên tiếng, họ chính thức, họ tuyên bố chấm dứt cái cuộc điều tra chuyện là chính phủ Nga có liên quan vào bầu cử Mỹ năm 2016 hay không. Mặc dù là Ủy ban này nhìn nhận là Nga tìm cách gây chia rẽ ở Mỹ qua những cái cuộc tấn công tin tặc. Và trong cái báo cáo sau cùng của Ủy ban Tình báo Hạ viện thì họ còn có nhìn nhận là Ủy ban này không hề tìm thấy chứng cứ nào là Ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump có thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Thưa luật sư Duy, điều này chấm dứt cái điều tra của ông Robert Mueller về vấn đề Nga liên quan tới cuộc bầu cử năm 2016, thưa luật sư Duy. Cuộc điều tra của Hạ viện là cuộc điều tra mà do Quốc hội họ tự làm, cái Hạ viện họ tự làm. Còn cái cuộc điều tra của Mueller đó là cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, nó do bên hành pháp, và cái cuộc điều tra đó mới là cái cuộc điều tra mà nó dẫn tới những cái indictment, những cái truy tố này vân vân. Cho nên Hạ viện thì họ chỉ xác nhận có một phần thôi là Nga có quấy phá nước Mỹ, mà họ nói rằng là cái sự quấy phá đó bên phía bên ông Trump không có dính vào. Cùng trong lúc đó, cùng trong cái lúc mà nói rằng là bên phía bên ông Trump không có dính vào đó, thì cái phiên họp giữa gia đình Trump và cái bà luật sư của Nga ở cái Trump Tower, ở cái building Trump đó, càng ngày lại càng có những cái khai mở mới. Là chính trong một cái cuộc phỏng vấn của cái bà luật sư Nga đó, bây giờ bà xác nhận bà là cái người tình báo informant của gián điệp Nga. Thành ra ngày hôm qua cái tin đó mà nó vừa nổ ra thì nó cũng có hơi sốc rồi đó. Mình xem coi là cái chuyện nó sẽ đi tới đâu. Nhưng mà cái việc đóng cái cuộc điều tra của Hạ viện thì cũng chỉ đóng bên cái phía bên Quốc hội thôi. Còn nó không có ảnh hưởng gì tới cuộc điều tra của Mueller. Trở lại với Lê Ngọc.
Dạ thưa vâng, một nhân vật khác mà Lê Ngọc xin phép để được đưa ra đó là một vị linh mục tuyên úy ngay tại Quốc hội, đó là linh mục Patrick Conroy, thì lại có tin là ông đã bị ông Paul Ryan sa thải, mặc dù là linh mục Conroy ông tuyên bố là ông sẽ nghỉ hưu vào đầu tháng này, một cái quyết định mà hầu hết tất cả những cái thành viên của Hạ viện nghĩ đó là vấn đề là linh mục tự nguyện. Cho đến ngày thứ Năm vừa mới qua đây thì lại có tin loan báo rằng đó là chính do ông Paul Ryan, chủ tịch của bên đảng Cộng hòa ở Wisconsin, là người đã ép linh mục Paul Ryan ra đi. Như vậy thì cái sự việc này như thế nào thưa luật sư Duyên trong cái vấn đề sa thải này? Thực sự nếu mà nói về cái ý kiến riêng của tôi về tôn giáo và chính quyền, tôn giáo và bản hiến pháp đó, thì tôi chủ trương giống như bản hiến pháp mà các cha già dân tộc đã nói đó, làm ơn tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị dùm. Cho nên cái việc mà Hạ viện mà có một ông linh mục tuyên úy đó, thì ngay từ cái khởi điểm theo tôi, nó là làm cho tôn giáo nó dính liền với chính quyền nhiều quá, nó đi ngược với tinh thần của những cha già lập quốc. Lẽ ra không nên có một linh mục ở trong trong quốc hội, là tại vì mình đưa tôn giáo vào trong cái chính trị đó phiền lắm. Không, bây giờ tại sao có linh mục lại không có một thượng tọa, một đại đức, rồi không có một ông mục sư tinh lành chẳng hạn như vậy. Thành ra cái vấn đề đó là cái vấn đề cơ bản. Còn trở lại cái thực tế mà Lê Ngọc mới nói đó, thì ông Patrick Conroy ổng được làm cái linh mục tuyên úy, thì mỗi một lần mà trước khi cái phiên họp hay cái gì thì ổng hay đọc cái lời cầu nguyện. Thì ông này là một ông linh mục dòng tên, dòng Jesuit đó. Ông khi, tại vì chúng ta hiểu là cái những linh mục dòng tên là những linh mục mà họ suốt đời họ tuyên hứa là họ sẽ phục vụ người nghèo, phục vụ những cái người khốn khó. Cho nên cái lần mà Hạ viện sắp sửa ra cái luật thuế đó, sắp sửa bầu, sắp sửa bỏ phiếu cho cái luật thuế đó, thì ông nói là ông làm một cái lời cầu nguyện, mà ông lại nói là cầu cho luật thuế đó thì không có kẻ thắng người thua, mà sẽ giúp cho tất cả những người Mỹ. Rồi và cái câu đó là cái câu mà rất là sốc Paul Ryan. Thành ra vừa sau cái phiên họp, vừa sau cái bỏ phiếu xong đó, thì Paul Ryan đã dằn mặt ông linh mục này rồi, nói là làm ơn cha có làm gì thì cha làm đi, cha đừng có dính vào chính trị. Mà thực sự cái lời cầu nguyện là cầu cho các ông có cái sáng suốt để làm một cái luật thuế mà không có kẻ thắng người thua, mà giúp cho tất cả người Mỹ. Thì cái câu đó là theo cái nhìn của tôi là một cái lời cầu nguyện rất là chân thành, rất là tự nhiên. Nhưng mà trong cái óc của Paul Ryan nó là giống như là chửi đảng Cộng Hòa, tại sao mà giúp người giàu với lại giúp những cái người mà giúp cho những người, những cái công ty lớn vậy đó. Và rồi trong tiếp tục trong những lần sau đó, thì cứ những lời cầu nguyện mà trước khi quốc hội họ cái hạ viện họp đó, thì cha Patrick Conroy lại nói là chúng ta ở đây để chúng ta phục vụ những cái người ở trong cơn khốn khó, rồi chúng ta giúp kẻ không có việc làm, chúng ta giúp những cái người mà đang đi làm mà không có đủ no, không vẫn đem cái thu nhập về không đủ, đại khái như thế. Và nói rằng là hại những cái ông cầu nguyện là những người có cái quyền lực đó, thì hãy đại diện những cái người cô thế nhưng mà phải lắng lo cho những người nghèo. Cái đó nó chỏi với lại cái suy nghĩ của cái nhiều người trong đảng Cộng Hòa lắm. Chẳng hạn như mà Sean Hannity là cái tay mà trên đài Fox đó, trong một cái cuộc phỏng vấn công khai trên truyền hình, mà khi cái người mà được phỏng vấn nó mới vừa nói rằng là ô chúng ta lo cho những cái giai cấp nghèo, thì Sean Hannity chặn lại liền nói là không, đảng Cộng Hòa không có lo cho người nghèo. Cái câu tuyên bố đó là cái câu tầm bậy của Sean Hannity, tại vì tôi là cái người, tôi chứng kiến những cái người tổng thống như là Abraham Lincoln, như là tổng thống Eisenhower, như là tổng thống Theodore Roosevelt, họ là những người bảo vệ những cái người nghèo, họ bảo vệ những người da màu. Cho nên cái đám Cộng Hòa mà đang suy nghĩ theo cái kiểu của Trump, nhiều khi họ không phải là suy nghĩ theo theo kiểu Cộng Hòa cũng có nữa. Nhưng mà phân tích như vậy để hiểu là tại sao những lời cầu nguyện của cha Patrick Conroy nó xoáy vào trong cái đầu của Paul Ryan. Thật ra Paul Ryan sa thải, mà vừa sa thải xong thì bị liền cái chống đối, mà cái chống đối đó là
của bên đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ chống đối chung, chứ không phải là một đảng nữa. Nhưng mà thôi thì cái chuyện cũng đã xảy ra rồi, đây không phải là tin đồn nữa mà nó là một cái sự thực. Nhưng mà tôi cũng mong rằng là sau cái lúc mà ông cha mà Patrick Conroy mà về hưu đó, thì thôi Quốc hội Mỹ đừng có đưa những cái người mà liên quan tới tôn giáo vào trong chính trị nữa. Chính mấy ông đưa vào rồi mấy ông lại nói là đừng có dính vào chính trị, mấy ông mâu thuẫn với chính ông. Tôi thì tôi chủ trương là chính phủ nên phục vụ toàn dân mà đừng có vướng gì về tôn giáo hết. Đó là chủ trương cá nhân tôi. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, ngày đầu tuần hôm nay thì còn có một nhân vật mà phải nói là một cặp mà trong một cái thời gian vừa mới qua đây chúng ta không nghe tới, nhưng mà đặc biệt trong ngày cuối tuần thì lại đưa ra, đó chính là Jared Kushner, thưa luật sư Duyên, cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc và con rể của Tổng thống Donald Trump đi. Thì có tin cho biết là Jared Kushner và ngay cả Ivanka Trump dự kiến sẽ tham dự cái lễ khánh thành Tòa đại sứ Mỹ tại Jerusalem vào tháng tới. Và ngay cả truyền thông của Israel họ cũng loan tin rằng là ông Bộ trưởng Tài chính, ông Steven Mnuchin, ông này sẽ dẫn đầu một phái đoàn mà gồm có rất nhiều thành viên, con số này lên tới 250 thành viên. Trong đó, Jared Kushner, Ivanka Trump, rồi Thượng nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa của Texas, Ted Cruz, Thượng nghị sĩ của South Carolina bên đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Được biết những nhân vật này sẽ nằm trong cái phái đoàn này để mà tham gia cái ngày lễ khánh thành của Tòa đại sứ Mỹ tại Jerusalem. Điều này nó chứng tỏ điều gì thưa luật sư Duyên, từ bên phía đảng Cộng Hòa, Jared Kushner, Ivanka Trump và cả một phái đoàn đông như vậy để mà đến dự lễ khánh thành Tòa đại sứ Mỹ tại Jerusalem? Nó chứng tỏ một điều là nếu mà có ai nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump xứng đáng được hưởng giải Nobel Hòa bình đó, thì nên add cái điểm này vô để rồi mình tự suy nghĩ lấy. Chúng tôi mời gọi quý thính giả suy nghĩ, chứ còn thôi phân tích nữa thì nó lại trùng lập nữa rồi. Vì cái quyết định của Tổng thống về Jerusalem thì một cái vùng đất mà hỗn loạn ở bên Israel và Palestine đó, lại càng thêm hỗn loạn, lại càng thêm đổ máu. Mình bỏ lên bàn cân một điểm tốt, hai ba điểm xấu, vậy thì là Tổng thống có xứng đáng để được giải Nobel Hòa bình hay không? Đó là những cái điểm mà chúng ta cần mời gọi với nhau, cần động não để mà chúng ta suy nghĩ. Chứ còn tôi không có muốn nói một chiều nữa, chỉ có nói rằng là nếu mà để mà kết thúc cái chương trình ngày hôm nay đó, thì cái lời hứa mà hồi nãy Lệ Ngọc và buộc anh Duyên đó, nói rằng là nếu vì nhờ công cán của Donald Trump mà Cộng sản Việt Nam từ bỏ quyền lực, Việt Nam được hưởng tự do và hạnh phúc, vì cái ảnh hưởng của Donald Trump mà Nga không có đem cái dùng cái quyền lực quân sự, dùng cái sức mạnh quân sự của mình để mà uy hiếp, để mà giết người trên toàn thế giới. Nếu mà làm được hai điều đó thì tất cả những điều gì mà Nguyễn Hoàng Duyên nói về Donald Trump trong 2-3 năm nay đó hoàn toàn sẽ thay đổi 100%, và lúc đó Donald Trump sẽ xứng đáng là được luật sư Nguyễn Hoàng Duyên tôn thờ suốt đời luôn đó. Đó là mấy lần. Dạ vâng, cái điều mà luật sư Duyên vừa mới gửi đến cho cái vị Lê Ngọc nghĩ là chắc chắn mọi người trong chúng ta đều mong cái sự việc này xảy ra, dù là quý vị có ủng hộ Tổng thống Donald Trump 100% hay là chống Tổng thống Donald Trump đi, thì cái sự việc đó chắc chắn đều là một cái sự mơ ước của mọi người chúng ta. Chúc luật sư Duyên và tất cả quý vị thính giả NPR một ngày đầu tuần thật là vui. Xin tạm biệt và hẹn vào chương trình lần tới.